do đó cho nên là 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 cái bài này của tôi mang tính chất là kể chuyện là chính thôi còn sau đó là có vài câu hỏi mà chúng ta không để ý thì chúng ta cũng dễ trượt lắm ví dụ như là cần làm bao nhiêu theo khuyến cáo của hội tim mạch Hoa Kỳ chẳng hạn cần làm một cái trung tâm can thiệp thì cần làm tối thiểu bao nhiêu ca cấp cứu động mạch vành trong một năm để duy trì và được quản lý chất lượng tốt thì chúng ta phải nhớ đâu chẳng có cái nào khác nó chỉ đơn giản thôi không có gì khó khăn cả thì cái phần thứ nhất là chúng tôi muốn điểm lại lịch sử trên thế giới và Việt Nam thì cái phần đó cũng rất là hay bởi vì chúng ta biết được là cái thông tin thăm dò huyết động dựa trên cái hoạt động sinh lý huyết động học của quả tim và các cái luồng máu nó chạy trong các vòng mạch máu về áp lực cũng như là các cái sóng ở đó để nó tạo thành một cái ngành gọi là huyết động học rất là rõ thì về mặt sinh lý thì chúng ta đã đọc từ trước rất là nhiều rồi cái ông uh, Claude Pechner là ông lần được một phần Cái này có vẻ không được nhạy lắm nhỉ? Ừ. Vâng. Mức này à, tôi sợ là cái Vâng. Thế thì chúng ta cũng học sinh lý biết rồi nhưng mà nó liên quan tới cái kỹ thuật này ở người nó lại là một cách rất là đặc biệt như thế này là nó cũng chúng là lịch sử là những người anh hùng đấy là những cái năm 1923 là ông Forstman là ông người Đức ông mới nhờ một cô y tá là chọc vào cái ven của ông đem luôn cái một cái ống thông bằng nhựa lên trên tim của chính bản thân ông ấy thì để ông ấy chứng minh là à luôn cái ống thông này vào trong người nó không chết được và sau này ông này cùng với một ông khác được chia nhau giải thưởng Nobel về những các cái đó nhưng mà chúng ta thấy là những cái sự hy sinh khủng khiếp là như thế nào đấy, xong đến năm 1932 thì ông Fix và ông Padillo mà chúng ta biết là cái hiệu ứng Fix mà chúng ta học trong cái sinh lý cũng biết rồi là dựa trên cái thông tin người ta đo đạt được cái um, các cái độ bão hòa oxy trong tim, người ta đo đạt được cái tiêu thụ oxy qua một cái uh, uh, lồng oxy ở trong đó thì để người ta tính toán được là từ đầu vào đầu ra nó như thế nào và người ta sẽ tính được cái cung lượng tim thì đấy là cũng một cái rất quan trọng đến năm 1947 thì ông Dexter là đã đưa cái ống thông lên động mạch phổi và để đo đạt được cái động mạch phổi. Đến năm 1950, ông Zimmerman chẳng hạn thì ông đã là người đã thông tim trái. thế nào là thông tim trái, thông tim phải? Cho đây chúng tôi sẽ đưa ra khái niệm như vậy. Nhưng mà từ cái những cái năm 1923 cho đến như kia người ta làm rất nhiều cái thủ thuật để người ta đưa vào để người ta chứng minh được là vào tim không sao này, đo đạt được này, chụp được cả buồng tim không sao. Thế nhưng mà lại có một cái vấn đề là người ta đến thời điểm đấy là chủ yếu vẫn chọc tĩnh mạch thôi còn chọc động mạch thì rất là sợ bởi vì chọc xong cái nó chảy máu thì đâm ra do đó cho nên là đến năm 1953 thì ông Sendinger là mới nghĩ ra cái phương pháp Sendinger mà chọc nó rất là chuẩn xác là chọc cái kim nhỏ nó xong luôn một cái dây trên cái dây đấy ông ấy luôn cái ống vào và sau này chúng ta sẽ làm cái phương pháp đấy để nó vừa an toàn vừa dễ và ông còn làm thêm được một cái gọi là cái ống gọi là chúng ta introduce a sheet mà ở bên cạnh nó có một cái van để nó cầm máu để qua cái cái van cầm máu bằng 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 cao su đấy người ta cứ đẩy ra để vào nó không bị chảy máu ra cho nên là rất dễ dàng cho việc chúng ta chọc cả động mạch chọc cả tĩnh mạch. Thế năm 1953 à, Năm 58 xin lỗi thì ông Son ông tình cờ chụp được động mạch vành một cách chọn lọc. À cái này là thực ra là cũng là ăn may thôi, gọi là tình cờ. Thì đến những thời điểm đến trước những năm 1958 ấy thì tất cả các bác sĩ thông tim hồi đấy đã phát triển tương đối rồi để người ta thăm dò hình ảnh quả tim cũng như đo đạc huyết động người ta tính được các sân bên phải bên trái ra làm sao rồi các cái hình ảnh của buồng tim nào để người ta chẩn đoán các cái bệnh lý về cấu trúc tim thế nhưng mà đến năm 1000 từ nhưng đến thời điểm đấy người ta vẫn đinh ninh trong đầu người ta coi là nếu mà chúng ta đưa một ống thông một trụ động mạch vành thì bệnh nhân sẽ chết nguy hiểm và sẽ không chụp động động mạch vành chọn lọc thì cái ông ông son này ông À, tình cờ cái thời điểm đấy là ông làm gì ông ấy đẩy đẩy cái ông sông lên trên cái buồng động mạch chỗ để ông chụp là chụp không chọn lọc thôi nghĩa là bơm thuốc vào hồi đấy còn chưa có sông pixel cơ chụp chọn lọc à không chọn lọc cái động mạch chủ để nó nhìn hai động mạch vành nó không thể chọn lọc không rõ được thế là không may nó rơi bén vào cái động mạch vành thế là nhìn rõ một một động mạch vành nhưng mà hồi đấy là trong cái sách lịch sử nó ghi lại rất là hay là ông son này thì là <laughs> ông đã vớ ngay con dao đấy vớ ngay con dao của ngoại khoa tại đấy thì ông chuẩn bị rạch ngực bệnh nhân ra để ông bóp tim hồi đấy lại chưa có cả kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực cơ hồi đấy là muốn cấp cứu một bệnh nhân hồi sinh tim phổi người ta phải rạch ngực này ra xong người ta thò tay và người ta bóp tim cho bệnh nhân ông đã nghĩ đến chuyện đấy thế nhưng mà ông lại thấy một lúc bệnh nhân chả sao cả vẫn sống thế là ông ấy bắt đầu mới báo cáo ca đấy ông mới tình cờ rồi mới giục được thế ông là, à phải chăng nếu chúng ta tôn trọng kỹ thuật thì chụp cái động mạch vành nó cũng không gây ra chết người như chúng ta lo sợ và chính cái đấy nó đã mở ra một kỷ nguyên khủng khiếp cho cái việc là để chẩn đoán được chính xác mạch vành để gửi bệnh nhân đi mổ bắt cầu nối hoặc là sau này thì là để phát triển là ông Jaskin là ông phát triển ra các cái ống sông vành phải vành trái vân vân để ông ấy sẽ chụp chọn lọc từ vào vành phải chọn lọc từ vào vành trái các cái hình dáng mà chúng tôi trình bày sau để chúng ta chụp được động mạch vành và đi để chúng ta quyết định là chuộc vụ cho cái phẫu thuật bởi vì đến thời điểm đấy bệnh lý động mạch vành nó cũng đã tăng lên rất nhiều rất nhiều người chết rồi sau chiến tranh thế giới thứ hai chúng ta biết là chết vì động mạch vành là cực kỳ nhiều thế xong sau đó thì nào cái ngành tim mạch can thiệp nó phát triển kể từ những năm 1977 trở đi thì cái đấy thì là cái phần lịch sử sau thì đây chúng ta thấy là đây là cái hình ảnh lịch sử là cái ông này trong mặt ông cũng đã ghê gớm rồi cái người cũng rất là thông minh của cái người người phát xít nên người ta cũng kinh khủng đây là ông đây là cái hình ảnh lịch sử của ông ông tự đưa cái ông thông vào trong cái tim của mình nó để ông ấy thông được như vậy còn đây là ông Markson Son ông tình cờ chụp được cái động mạch vành chọn lọc của ông đây là cái ông sông vào và cái đây cũng là cái hình ảnh lịch sử là thấy cái động mạch vành phải mà không bị rung thất và bệnh nhân không chết thì đấy là chúng ta cũng thấy là hết sức là quan trọng như vậy đấy là ông đây là cái hình ảnh lịch sử của ông Son tự đưa vào mình đấy là cái về thông tim trong giò huyết động nhưng nó cũng là trên nền tảng của cái tim mạch can thiệp thì tim mạch can thiệp thực ra là cái ý tưởng của nó không phải là từ thời ông Gunzik đâu mà ông Gunzik được coi là cha đẻ của cái ngành can thiệp động mạch vành nhưng mà cái ý tưởng can thiệp thì là người ta đã can thiệp cái động mạch ngoại biên mà trong đó là ông Charles Doctor là ông đã nong động mạch ngoại biên đầu tiên là ông dùng các cái que nong giống như là nong cổ tử cung ấy nên là nó hẹp ông cứ nong rộng nong rộng thọc nó dần ra sau đó là ông mới nghĩ ra cái phải trăng bơm cái quả bóng lên thì nó sẽ tốt thế nhưng mà đến năm 1977 nghìn thì cái ông Gunzik sau này được coi là cha đẻ của cái ngành can thiệp động mạch vành thì ông cũng ứng dụng cái nguyên lý như vậy nhưng mà ông nghĩ là phát triển cái đấy là ông này thì là cuộc đời nó cũng là có một cái chuyện rất là hay thú vị của ông ông này tay này thì lại là người gốc đông đức à. nhưng mà sang thụy sĩ để ông ấy hành nghề và thành mà một bác sĩ nhưng mà cái những cái tư tưởng phát minh của cái người châu âu nó rất là mạnh trong cái cái bếp của ông ấy nó vẫn còn chụp cái ảnh ông ấy dùng các cái đèn khò rồi các cái ống thông để ông tự chế tạo các cái quả bóng và cái điều đặc biệt nữa là khi ông thuyết nghĩa là thuyết phục một cái bệnh nhân cũng trẻ tuổi cũng bị hẹp động mạch vành nặng để nong cái động mạch vành đấy thì tất cả bị các bác sĩ già phản đối là cái này là rất nguy hiểm có thể chết người nhưng mà cái ông mong bệnh nhân ông vẫn chấp nhận cái chuyện đấy và ông là người làm thí nghiệm coi như làm thí nghiệm thì ông này mới nong được cái động mạch vành đấy thành công theo cái con đường mà chọc qua cái mạch máu như vậy và cái rất là hay là khi mà mấy chục năm sau khi người ta kỷ niệm như vậy thì chụp lại cái mạch vành chỗ nong của cái ông đấy nó vẫn rộng như vậy thế thế nó rất là hay cái hình ảnh tôi sẽ chỉ ra sau nhưng mà cái lịch sử nó cũng 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 đau khổ như thế này cái ông này thì sau đó là ông báo cáo lần đầu tiên năm 1977 thực ra ông thực hiện trước đấy và đầu tiên là báo cáo ở trong cái hội nghị của tim mạch học Hoa Kỳ ông chỉ được xếp dạng là báo cáo một cái poster thôi chứ chưa được trình bày là 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 trên cái um, uh, báo cáo bằng miệng này đâu thế nhưng mà cũng gây chú ý rất là dữ dội rồi thì sau đó là cái ngành này nó phát triển và rầm rộ nó trở thành một cái ngành khoa học tiến bộ và từ đó chúng ta mới coi là đấy là cái tim mạch can thiệp nó ra đời và phát triển mặc dù đấy chỉ là can thiệp động mạch vành thôi nhưng mà nó coi như là từ cái ý tưởng đấy nó mở mang ra rất nhiều chỗ thế xong ông này đâu ông ấy phát triển mạnh ông ấy lại di chuyển sang Mỹ để ông tiếp tục phát triển sự nghiệp thì ông cũng khá là giàu có vì các cái hãng mà nó sản xuất bóng rồi các cái khác thì nó cũng 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 phải dựa trên cái ý tưởng phát minh đấy và ông ấy rõ ràng là cũng là thành là, là, là người gọi là cha đẻ ra cái ngành đấy là ông ấy mới lái cái máy bay cá nhân bay lượn thế là lao xuống đất chết toi mất năm 2000 à năm 1984 đấy là một cái lịch sử rất là khổ và người ta vẫn tưởng nhớ đến ông ấy là, là năm 1984 ông ấy bị chết đấy đến năm 1980 thì cái ông đặt cái stand đầu tiên là ông Sigwart và Rubin là hai cái ông này cũng là người Thụy Sĩ, cái ông ấy, người Anh nhưng mà ông lại sang Thụy Sĩ ông hành nghề ở bên Thụy Sĩ. Năm ngoái thì tôi có gặp ông ở bên Thụy Sĩ cũng định mời ông sang đây nhưng mà ông hơi già yếu rồi ông nhận lời đấy nhưng mà chúng ta cái chi phí cho ông cũng hơi phức tạp. Và cái ông Palma và ông Sass là hai cái ông mà làm ra cái stand đầu tiên để đặt bởi vì theo lòng lịch sử thì nó cũng có những cái vấn đề của nó khi mà chúng tôi sẽ trình bày sau thì khi mà làm ra cái stand đấy nó lại mở ra một cái kỷ nguyên mới và mỗi cái stand đấy hồi đấy là nó mang lại một cái lợi nhuận rất là lớn và một mặt cái ngành công nghiệp khổng lồ nhưng mà bên cạnh đó nó cũng cứu được cho rất nhiều người và sau đó một loạt các cái vấn đề lịch sử nó phát triển là chúng ta thấy rằng là gì những năm 1980 84 thì ông Inoue là cái ông bác sĩ phẫu thuật phẫu thuật nhé, chứ không phải bác sĩ uh, tim mạch uh, nội tim mạch đâu ông phẫu thuật người Nhật Bản cái dòng họ y nơi cũng khá nổi tiếng đấy thì ông ấy mới dựa trên các cái kinh nghiệm là mổ tim thế ông mới thực nghiệm luôn cả trong cái lúc mà ông mổ là ông đưa một cái quả bóng nó nở từng đầu và nó giật lại nó nó, 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 nó nong tiếp để nó nở ra để mà nong được cái van hai lá dựa trên cái nguyên lý ngày xưa chúng ta phải thọc tay và chúng ta tách nó ra thì bây giờ chúng ta dùng quả bóng bơm lên thì nó xé được hai mét ra thì nó sẽ nong được như vậy Thế thì là ông Inoue mới phát minh ra cái phương pháp là nong quan hai lá. Cùng thời điểm đó thì một loạt các tác giả khác trên thế giới cũng nghĩ ra các phương pháp nong quan hai lá khác. Ví dụ như là dùng hai quả bóng bơm cùng một lúc hoặc là một số tác giả lại dùng ông Alain Cribier ông lại dùng cái dụng cụ kim loại ông mới tách ra. Nhưng mà cái đó sau này thì thấy nó hiệu quả nó mà không dễ dàng bằng cái cái Inoue cho nên là ông Inoue ông đã đã, đã, đã phát minh cho quả bóng đấy và hiện nay chúng ta vẫn đang sử dụng cái đấy một cách rất là thường quy thế còn những năm 80 thì bắt đầu nở rộ các cái can thiệp tim bẩm sinh đầu tiên là người ta nghĩ cách là người ta dùng cái coi biết ống động mạch thì dễ hiểu rồi nhưng sau đó người ta phát minh ra cái dù hai cái miếng dù nó bằng bốn cái gọng như là cái vó để chúng ta bịt vào cái lỗ thông liên nhĩ thế nhưng mà cái đấy thì phương pháp đấy nó sau này nó cũng bị có những cái vấn đề nó rất khó về mặt kỹ thuật cũng như nó sẽ bị có thể bị lệch và bản thân chúng ta ở đây cũng đã làm một cái ca bằng cái đó đầu tiên là à, do một cái ông um, người Mỹ ông cũng đã thực hiện cái này nhưng mà sau đó thì cái kỹ thuật này người ta không dùng nữa bởi vì sự ra đời của cái Amplaser mà bây giờ chúng ta biết là cái kim loại tự nở thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều rồi đến những năm 2000 bắt đầu ra đời của cái phương pháp là thay van động mạch chủ qua đường ống thông rồi sửa van hai lá qua đường ống thông và sau đó là một loạt các cái nở rộ các cái can thiệp cấu trúc tim và hiện nay bây giờ đang là trào lưu của cấu trúc tim của chúng ta để chúng ta thấy như vậy thực ra là cái can thiệp động mạch vành người ta đứng người ta ví là được như là một cái người đã được đứng trên vai người khổng lồ bởi vì qua một loạt các cái lịch sử mấy chục năm của các cái nhà phát minh đó chính là ông Forsman để ông ấy biết là cái thông tin không gây chết người đưa ông thông ông son tình cờ chụp động mạch vành ông doctor đã nghĩ ra cái cách để nong được cái cái động mạch đùi để cứu sống những cái người mà bị tắc cái động mạch thời đó thì dựa trên cái ý tưởng đấy thì cái ông một loạt các ông khác mới sử dụng các cái bóng để nong động mạch à, thực ra là chúng ta thấy là bóng nong động mạch của ngoại biên là cửa của từ cái đời từ đầu tiên là cái ông mấy cái ông Dorf rồi Bachman đây vân vân nhưng mà thực tế mà gọi là nong động mạch vành đầu tiên thì chính là cái ông Gunzik năm 1974 đến 1977 ông phát triển cái này và người ta gọi ông ấy là một cha đẻ của ngày ngành can thiệp động mạch vành đấy thì là đã mở ra một đúng một cái kỷ nguyên và cũng chính là gần như được coi là cha đẻ của cái ngành tim mạch can thiệp để chúng ta thấy như vậy nhưng mà ở đây chúng ta phải phải hiểu rõ về mặt lịch sử thì ông này cũng được là thừa hưởng là như đứng trên vai người khổng lồ để ông tiếp tục ông phát triển các cái ý tưởng để can thiệp vào trong tim của bệnh nhân nó sẽ tốt hơn đây là cái quả bóng lịch sử của ông ông ấy chế tạo này ông còn vẫn ghi như vậy và dưới cái uh, hệ thống như vậy và đây là cái kết quả của bệnh nhân đầu tiên mà ông làm bị hẹp xong ông nong ra và mấy chục năm sau chụp lại thì nó vẫn nguyên như thế này thì đây là một cái rất là hay bởi vì cái bệnh nhân này họ rất là trẻ và mấy chục năm sau thì nó chụp lại như vậy Thế thì chúng ta lại chứng kiến bản thân tôi thì được chứng kiến rất là rõ cái lịch sử của phát triển của cái bệnh lý động mạch vành. Sau đó từ những năm 1980, 1990 thì bắt đầu nở rộ ra các cái thiết bị. Do đó thời đấy là mỗi lần được đi cái hội nghị về can thiệp thì nó phát minh như một cái kỹ thuật mới, các thử nghiệm mới rầm rộ đông, rồi các hãng sản xuất ra được cái này bán được rất là nhiều tiền. À, hồi đấy các cái cốt nó chưa chặt còn mời các giáo sư bác sĩ đi hạng nhất rồi ăn uống phè phỡn ra thì rất là nhiều vì bán được rất nhiều tiền cái thời đấy thì người ta phát minh ra là cái gì cái stand phát minh ra là cái cái dụng cụ là rotablation từ thời đấy DCA có nghĩa là dụng cụ nó cắt gọt mảng sơ vữa nghĩa là nó bơm lên một cái xong nó xoay một phát ở đây có một cái lưỡi dao nó cắt cái mảng sơ vữa nó thu lại trong cái ống này nó rút lại rồi thời đấy người ta còn sử dụng những các cái kỹ thuật là những cái dùng các cái laser để người ta đục qua cái cái chỗ động mạch vành đấy hoặc là người ta dùng xạ đồ vân vân đấy là rất là nhiều các cái kỹ thuật thời đấy nó ra đời nhưng mà phải kể đến là cái phát minh ra cái stand mà đặc biệt nhất là cái ông Palma và ông Shas thực ra cái sten ý tưởng lúc ra đầu nó có rất là nhiều cái hình dạng sten của ông Giang Tuko là cái người ý phát minh đầu tiên là cái sten nó giống như là một cái lò xo nó cuộn khi chúng ta kéo ra thì nó thành một sợi dây thế nhưng mà cái đấy thì nó lại rất là lỏng lẻo và nó rất là khó thế do cho nên là cái ông Panma và ông Sharp này là hai ông mới nghĩ ra là cái stand dạng ống mà đục để tạo thành cái khung như này nhưng mà thời đấy nó cực kỳ cứng bởi vì nó cứng như thế trong hai ông còn nghĩ ra là thay vì một cái ống cả một cái ống dài bằng sắt như này thì sẽ chia làm hai đoạn nối nhau một cái khung này để cho cho nó mềm mại nó có thể đưa được nhưng mà bản thân tôi thì cũng đã được sử dụng cái stand này cực kỳ cứng và lúc đầu người ta còn cái stand này nó chưa làm sẵn trên quả bóng này đâu lúc đầu cái stand nó để nguyên như này bóng để nguyên xong trước khi làm cho bệnh nhân mình mới lấy ra xong bắt đầu dùng cái tay để mình vvvv để nó bóp trên cái quả bóng này chúng ta mà làm không kỹ thì có khi đang đẩy trên đường đi nó rơi vén ra mất thì đấy là 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 à, chúng ta thấy là đấy lịch sử là chúng tôi cũng được chứng kiến như vậy rất là hay thì đấy là những cái năm đầu tiên là ông pan massage uh, đặt ở người vào năm 1987 đấy là cái stand đây là cái hình ảnh mà người ta cũng ghi lại mấy cái ông từ ông uh, 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 Panma Shas này uh, đứng ở cạnh này, cái ông đặt Sten. còn cái ông kia là cái ông xích cái ông uh, mà cái mặt nhưng bây giờ ông già lắm rồi đấy từ cái thời đấy đấy cái Panma stand và đây là cái hình ảnh mà người ta đặt được thế thì sau khi ra đời stand này sau một loạt các cái hãng bắt đầu mới phát triển các cái kiểu các cái stand và một ngành công nghiệp ra đời chúng ta biết được đến những cái năm đó thì riêng ở Mỹ đỉnh điểm là một năm đặt một triệu bệnh nhân và mỗi bệnh nhân trung bình vài 1,5 đến hai cái stand thì có nghĩa là một năm là hàng đặt hàng hai ba triệu cái stand rồi các nước khác bắt đầu bùng nổ phát triển thì một cái ngành công nghiệp rất là lớn tuy nhiên là cái vấn đề nó lại nảy sinh ra gọi là đúng là khi nong bằng bóng ra thì nó rất là tốt, nó là nhẹ nhàng, nhưng mà nong bằng bóng xong thì có 30% bệnh nhân nó sẽ bị nứt vỡ cái mảng sơ vữa và nó bị sập lại ngay và rất nguy hiểm. Cho cho nên đầu tiên khi ra đời của cái đơn vị can thiệp động mạch vành mà chỉ nong bằng bóng thôi thì bao giờ người ta cũng có một cái là phải có ngoại khoa backup gọi là surgical backup, nghĩa là khi mang một bệnh nhân xuống phòng can thiệp ở đây chẳng hạn thì phải báo ông ngoại khoa, ông ngồi ông chờ chuẩn bị sẵn một cái bàn và bệnh nhân phải trả tiền cho cả hai dù có mổ hay không một là trả tiền cho can thiệp Hai là trả tiền cho mổ bởi vì ba bốn mươi là bị tắc lại ngay và phải mang đi mổ cấp cứu thế thì khi ra đời cái sen này thì câu chuyện đấy đã chấm dứt và theo dòng thời gian là người ta thấy rằng là à không cần phải cái surgical backup standby nữa thì cái tiêu chuẩn đấy bị bỏ đi trong cái khuyến cáo là không cần đơn vị không cần có cái surgical backup cũng được quyền mở cái can thiệp thế nhưng mà khi ra đời cái sen mà đầu tiên này đặt xong nó lại gấp phải một vấn đề hết sức là nan giải như thế này. Tỷ lệ nó bị xùi cái lớp nội mạc, xin lỗi lớp gọi là tân sinh nội mạc vào trong này, Nó áo trong đấy nó rất là cao gọi là neo hyperplasia đấy. Và gây ra hiện tượng tái hẹp của chúng ta hiện tượng. thậm chí là cái hiện tượng này nó xảy ra ở cái phó tổng thống Mỹ hồi đấy người ta gọi cả, gọi cái bệnh này gọi Dick Cheney uh, à là, cái tên của cái ông phó tổng thống Mỹ bị tái hẹp này và người ta mổ ra người ta thấy đúng là như thế này và người ta gọi cái bệnh tái hẹp và cái tỷ lệ tái hẹp này lại không thấp một tí nào theo tất cả các nghiên cứu dù sau đó cái stent nó đã ra đời các hãng thiết kế rất tốt công nghệ nó mở rồi linh hoạt rồi mắt stent nó nhỏ đi nhưng mà cái tỷ lệ tái hẹp nó vẫn phải đến gần 30 phần trăm do cho nên là các thầy thuốc đến lúc này mới bắt đầu gặp phải vấn đề là thách thức là quá như này sau đó là họ mới thử nghiệm một loạt các cái khác hồi đấy chúng tôi vẫn được đi nghe hội nghị nào thử nghiệm nào có ông thì bắt đầu cho uống thuốc corticoid sau khi đó có ông thì cho uống cái thuốc chống ung thư đường uống rồi có trung tâm thì lại theo một hướng khác phát triển là đưa cái xạ đồ vào đặt xong sen xong bị tái hẹp hoặc là trước khi bị tái hẹp là người ta đưa cái phóng xạ vào một cái quả bóng người ta bơm vào đấy để cho nó chiêu chiếu chia chiếu xạ vào cái vùng mạch vành đấy thì người ta thấy rằng là à, cũng đỡ tái hẹp của cái xạ đồ đấy nhưng mà hai cái vùng mà không tiếp giáp mà không được chiếu tia xạ thì nó lại tái hẹp rất nhanh và cái tỷ lệ huyết khối rất là cao thế thì loay hoay các cái con đường đều thất bại uống thuốc toàn thân cũng thất bại đưa thuốc cái đấy thì nó quá nguy hiểm và do đó cho nên là một số cái nhà khoa học thời đấy các hãng nó mới nghĩ ra là dựa trên cái nền tảng sen đấy nó mới phải chăng là bọc một cái thuốc chống phân bào ở tại chỗ thì có thể ngăn ngừa được tái hẹp thế đấy là một ý tưởng thế còn vấn đề là bọc thuốc gì thì các hãng này cũng đua nhau nghĩ ra có hãng thì bọc kháng sinh có, hãng thì bọc corticoid và mấy hãng đấy đều không thành công do đó là hai hãng đó ra nó sẽ dùng cái thuốc chữa ung thư vú đấy để nó đặt một cái là taxert một cái là cipher cipher là cái bọc sirolimus và taxert thì nó bọc là paclitaxel nhưng để làm cái công nghệ này thì các bạn thấy nó họ làm phức tạp như này muốn cái thuốc nó dính trên cái stand nó không phải là dễ. Thế nên ra nó lại phải nghĩ ra một cái là phải lấy một cái polymer để nó trộn với cái thuốc đấy xong nó phun lên thì cái polymer nó dính vào cái stand đấy thì cái thuốc mới dính vào được. Thế thì khi polymer ở cái giai đoạn đầu cũng như cái thuốc này cũng như cái cách thiết kế stand và cũng như là cái cách gọi là chúng ta sử dụng thuốc chống tập tiểu cầu cái giai đoạn này chưa được tốt thì dẫn tới là một cái quả bom nổ ra năm 2006 gọi là ngày vui ngắn chẳng tầy gan thì hôm đấy là bản thân tôi cũng được đi dự hội nghị này và cái ông 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 um, um, giáo sư ông tổng kết lại những cái nghiên cứu meta thì thấy ở những cái bệnh nhân được đặt stent phủ thuốc đúng là cái tỷ lệ tái hẹp nó rất thấp nghĩa là cái bị xùi vào trong cái động mạch mà, mà tăng sinh lớp áo trong đấy nó thấp đi rất nhiều Thế nhưng mà sau đó thì lại xảy ra một cái hiện tượng là huyết khối. Bởi vì nó dùng cái thuốc chống ngưng chống cái tăng sinh tế bào thì cái lớp nội mạc nó không phủ được trên cái stent. Và chúng ta biết được lớp nội mạc không phủ được cái stent thì cái stent đó liên tục nó bằng cái khung thép như thế thì rất dễ có các cái tiểu cầu đến nó bám vào đấy, thế là thành một cái huyết khối nó bám vào đấy gây ra nhồi máu cơ tim cấp và cái tỷ lệ chết do cái đặt bóng đặt stent phủ thuốc này nó tăng cao lên một cách gọi là đáng kể và người ta raising những vấn đề khủng khiếp. Thế thì sau năm 2006 này thì cái tỷ lệ mà đặt sen thủ thuốc giảm mặt xuống và cái tỷ lệ đã đặt stent thường bảo đặt sen thường đã để cứu bệnh nhân đã không may tái hẹp tại làm tiếp nó có thể tái hẹp gây đau nhưng không gây chết nhưng cái này mà huyết khối thì gây chết rất là nhiều thế do đó cho nên là nó theo lịch sử thời gian đầu tiên nó đã bị như vậy rồi sau đó là dẫn đến cái chuyện là người ta thấy rằng là cái chuyện đấy cái stent phủ thuốc đấy nó rất là trầm trọng nó có thể gây tới huyết khối đặt xong stent đây bốn mà rất muộn sau nó lại tắc hoàn toàn là bệnh nhân có thể chết cái chuyện đấy là rất là phức tạp cho nên là sau đó người ta mới cải tiến dần người ta phát minh ra những cái cái stent gọi là stent thế hệ 2 thế hệ hai của nó thì nó sẽ bọc những cái thuốc khác hơn một đi một chút và thứ hai là cái phần polymer của nó cũng khác biệt đi một chút cái polymer nó sẽ thời gian tiêu nó ngắn hơn để nó không tồn tại quá lâu và thứ ba là người ta biết cách dùng thuốc chống đông chống tập tiểu cầu tốt đấy, tại sao bây giờ chúng ta mới hiểu được là à kèm theo cái chuyện phát triển này thì nó không phải chỉ là mỗi vấn đề kỹ thuật mà cả một cái vấn đề mà bác sĩ phải hiểu về mặt lịch sử về mặt cái phát triển như thế là cái việc mà bên cạnh cái kỹ thuật thì cái việc mà theo dõi bệnh nhân rồi dùng thuốc là vô cùng quan trọng trong trường hợp như vậy rồi người ta còn nghĩ ra những cái cách là gì để thay vì cái polymer đấy là một trong cái tác nhân gây ra cái huyết khối thì người ta làm nhám cái bề mặt này của cái stent mà người ta bôi thuốc lên như kiểu sơn thuốc lên trực tiếp thì cái thời gian nó tiêu hủy nó sẽ sẽ ngắn hơn và phải chăng nó ít bị huyết khối hơn và đặc biệt những đối tượng bệnh nhân nguy cơ cao dễ chảy máu thì chúng ta không phải dùng thuốc chống đông như tập kiểu cầu kéo dài rồi những cái cái stent tự tiêu không để lại gì bên trong thì cái stent tự tiêu nó cũng là cái công nghệ đầu tiên là rất là đặc biệt nó làm bằng cái polymer nó làm ra cái stent sau mấy năm nó tiêu hoàn toàn ở trong lòng mạch máu không thấy đâu nữa Đầu tiên là còn thấy các cái mắt stand như này Sau mấy năm nó tự tiêu đi và không còn Để cho một chúng ta lại có một cái mạch như mới Thì cái ý tưởng này thì quá hay Và bây giờ chúng ta vẫn là hay Và người ta vẫn đang nghiên cứu tiếp tục Nhưng giữa lý thuyết, nguyên lý và thực hành Nó lại không như chúng ta mong muốn Cái thử nghiệm về cái áp dóp sau 3 năm Thì nó lại thấy rằng là tỷ lệ cái bệnh nhân Ở cái nhóm dùng cái stand tự tiêu này Bị huyết khối và tử vong lại cao hơn cái nhóm kia do cho nên là người ta phải rút lại cái sten này và không sản xuất nữa và hiện nay người ta đang bắt đầu tiến triển ra giai đoạn 2 là công nghệ là với những cái sten tự tiêu nhưng bằng các cái khung kim loại magne cơ nó cũng tự tiêu hoặc là cái polymer này những cái khung nó phải nhỏ xuống thì nó vẫn là cái thách thức về mặt kỹ thuật để chúng ta sản xuất ra được cái sten như vậy để chúng ta thấy là, là 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 đặc biệt quan trọng như vậy thì thế là cái xu hướng ở mỹ đây này chúng ta thấy là gì từ những năm 2010 cho đến những năm 2017 thì cứ mỗi năm cái số lượng mà bệnh nhân can thiệp nó giảm dần đi đấy tất nhiên cả thế giới số lượng nó vẫn còn tăng lên vì các nước như chúng ta thấy cái tỷ lệ mà can thiệp động mạch vành rồi vân vân nó vẫn tăng lên và các cái nước thế nhưng mà các nước đã phát triển ví dụ như là nước mỹ và châu âu thì nó giảm xuống như năm vừa rồi chúng tôi nghe báo cáo là nó chỉ còn khoảng 500.000 ca can thiệp ở mỹ thôi thế do cho nên là trong cái đó thì các cái kỹ thuật can thiệp khác nó bắt đầu nó tiếp tục nó dựa trên cái nguyên lý đấy thôi thì chúng ta có thể chia thành các nhánh Thứ nhất là các cái nhánh mà chúng ta can thiệp đối với các cái bệnh lý động mạch. Đặc biệt là cái bệnh lý động mạch chủ thì đấy là một cái bệnh nguyên lý phát triển. Thứ hai là các cái can thiệp van tim hoặc là thay van qua đường ống thông hoặc là những cái thiết bị để chúng ta sửa van như thế. Cái thứ ba là chúng ta những cái cái thiết bị để theo dõi huyết động. Hiện nay người ta ví dụ như là một bệnh nhân bị suy tim nặng, người ta sẽ bắn một cái thiết bị vào trong động mạch phổi và cái thiết bị này nó luôn luôn theo dõi động nó truyền ra ngoài không dây và chúng ta biết được là bệnh nhân đấy là dù dù đang nằm ở nhà ngày tuần đấy tháng đấy tự nhiên là kiểm tra lại thấy cái áp lực mạch phổi tăng lên rất cao thì bác sĩ lại có thể điều chỉnh thêm một chút thuốc để cho nó giảm bớt đi và theo cái như vậy thì nhờ cái theo dõi này người ta thấy là cái điều chỉnh điều trị thì cái tin lượng bệnh nhân là cũng khá là là tốt sau một thời gian như vậy rồi người ta còn những các cái phát minh ra những các cái điều trị mang tính chất là để thay thế cho các cái thuốc mà chúng ta phải dùng ví dụ phải dùng các cái thuốc chống đông lâu dài ở dưới bệnh nhân dung nhĩ thì người ta biết cái tiểu nhĩ đi hoặc là ở những bệnh nhân huyết áp rất là cao thì người ta sẽ can thiệp người ta triệt phá cái thần kinh giao cảm mạch thận đi để chúng ta cho bệnh nhân hạ huyết áp mà chúng ta không cần phải 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 dùng thuốc nữa đấy và đặc biệt là một cái nhánh mà chúng ta thấy nó 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 ra từ đây và sau này còn khá là quan trọng ở à, cái nhánh này thì chúng ta thấy rằng là điều trị trong những trường hợp bệnh nhân suy tim thì suy tim người ta có thể ví dụ như cái buồng thất nó bị giãn người ta làm cho nó co kéo lại hoặc là cấy thêm hoặc là dùng những cái, cái thiết bị gọi là hỗ trợ thất như chúng tôi đã nói hoặc là tiêm tế bào gốc vào ở đây thì chúng ta thấy rằng là đấy cái cây hay là cái gia đình của cái tim mạch can thiệp dựa trên cái cái ống thông nó là còn rất nhiều các cái triển vọng như vậy và cái lịch sử chúng ta phát triển là chúng ta thấy là bây giờ nó đã cái nhánh của nó dựa trên nền tảng ban đầu là can thiệp động mạch vành mà có qua những cái thời gian thế nó đã có những các cái tiến bộ đó, nó nó vượt bậc như vậy rồi để chúng ta thấy hiểu đấy. thì cái về cái ta vi thì lịch sử chúng tôi cũng kể một chút ở đây thì phải nói đến cái là ông alain Cribier ở rouen của pháp ông này đã sang mình rồi ông này người nhỏ nhỏ nhưng mà trông thông minh lắm ông phát minh ra cái nong van hai lá bằng kim loại và sau đó là ông ấy phát minh ra cái van và ông là người đầu tiên thay cái van động mạch chủ thành công đầu tiên để làm được cái đó thì ông đã giới thiệu ở trên những cái à, mà làm trên thực nghiệm rất là nhiều lần rồi và thay van động mạch chủ thành công ở người chính là ông này. Và sau đó là ông ấy cũng đã được nhận những cái giải thưởng rất là nhiều giải thưởng và mở ra một cái ngành rất là mới nhưng những con người tiên phong. Thì tôi nhớ là hồi những cái năm đấy là những năm 90 đấy đầu năm 2000 ông ấy là người đầu tiên đấy ông thay van thành công như vậy và ông ấy viết thư cho tất cả các cái đồng nghiệp là đã, đã thông báo loan tin là đã, đã làm đồng ca đấy trước khi mà đăng trên cái tạp chí và năm đấy khi mà báo cáo ở các cái hội nghị can thiệp nó gây ra như một cái tiếng vang rất là mạnh mẽ cho trường hợp như vậy thì đây là cái ông uh, Alain Cribier đây năm 2002 đây đứng cạnh cái bệnh nhân già rất là yếu và sau cái ca thay van đem chụp một cái bức ảnh rất là lịch sử như vậy để chúng ta nhớ và cho tới hiện nay thì đây là có một ngành rất là quan trọng thì chúng ta thấy là, là người ta sẽ là phát minh ra một loạt các cái van thế hệ sau bên cạnh cái van kinh điển của ông ấy là cái van nó bơm trên bóng người còn nghĩ ra các cái van nó tự nở ví dụ như thế này chẳng hạn thì đấy là một loạt các cái vấn đề mà chúng ta cũng biết hoặc là người ta đốt của mạch thận là, là như vậy đấy là cái lịch sử sơ bộ của ngành can thiệp của trên thế giới và chúng ta thấy là cái lịch sử đấy nó phát triển cả, nó là theo những cái bước nó nó, nó hết sức là mạnh mẽ trong cái thời gian vừa qua mà nó cũng theo bước cái tiến bộ của công nghệ khoa học công nghệ chúng ta thấy là nó tạo ra một cái ngành riêng chúng ta thấy trong cái tim mạch đặc biệt chúng ta thấy là nó tạo ra một cái ngành riêng đứng giữa một cái ngành nội khoa trước ngoại khoa là kinh điển thì cái ngành tim mạch can thiệp nó là thêm một cái thế chân kiềng vững chãi để cho chúng ta làm được những các cái bệnh nhân rất là tốt như vậy thế thì tại việt nam thì như thế nào thì thực tế là từ những năm 1970 thì có cố giáo sư Đinh Văn Tài và giáo sư Trần Đỗ Trinh đấy là những người đã đi đầu cho việc dùng cái thông tin ống nhỏ chẩn đoán đây lại nói về lịch sử tự nhiên chúng ta lại vẫn thấy trong sách là ghi thông tin ống nhỏ thông tin ống lớn thực ra giờ chẳng ai thông tin ống nhỏ nữa thông tin ống nhỏ là gì là ngày xưa để chẩn đoán thì người ta muốn đo đạc các cái áp lực ở trong buồng tim và áp lực động mạch phổi người ta lấy một cái ống nhựa cái catheter nhựa nó mềm nó nhỏ cứ đẩy 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 vào cái từ cái ven này cứ đẩy đẩy nó trôi theo dòng máu và nó nối với cái đường áp lực thì đến đường áp lực nào thì nó hiện lên thế thì biết à cái hình dáng sóng nghĩ đây thì sau này chúng ta sẽ được à, nghe thầy linh như vậy thế là cái sóng xong đến sóng thất đây à thì ao ồ lên đây rồi nó xuống thất xong lại thấy động mạch phổi đây thế là cái hình dáng thế và ghi chép lại được các cái cái đó thì đấy là các thầy làm như thế nhưng sau này khi khoa học được tiến bộ thì chúng ta không phải làm như thế nữa mà chúng ta đã có cái thiết bị đặc biệt để cho nó nhanh rút ngắn về cái đấy nó cũng rất là phù có khi đi đúng có khi đi nó sai không cần phải chiếu trên cái màn hình quang tăng sáng mình có chiếu không nhìn thấy cái ống nhựa đấy nó không có cản quang thì sau này là nó dùng các cái ống đặc biệt gọi là thông tin ống lớn có nghĩa là cái ống đấy nó định hình sẵn rồi cái thì hình cong như này cái thì hình pích đều cái thì là ống sông xoang răng nó có cái quả bóng ở đầu bơm khí lên thì để cho nó đẩy lên nó trôi theo dòng máu để chúng ta được thì đấy gọi là thông tin ống lớn và qua các cái ống lớn đấy ta cũng mới cho thức cản quang để ta chụp để đánh giá được các cái buồng tim cũng như đánh giá được các cái động mạch chủ cho 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 người bệnh như vậy thì đấy là chính ta gọi là thông tim ông lớn. Thế nhưng mà thực tế là nói đến cái tim mạch can thiệp của chúng ta thì chúng ta phải kể tới là phải có cái máy muốn làm được cái đấy chúng ta phải có cái máy. Trước những năm 1996 hay chính xác là 1995 tôi nhớ chính xác hơn là 1995 thì hồi đấy chúng ta thông tin chủ yếu dưới một cái máy chiếu x quang giống như là chúng ta chụp dạ dày ấy, chúng ta chiếu chiếu cái tia x để chúng ta chụp dạ dày như thế thì nó vừa ăn tia vừa khá là nặng nguy hiểm thì để có cái phòng cắt lát đầu tiên nghĩa là cái máy để gọi là cái máy chúng ta máy máy chụp mạch đấy thì để chúng ta hiểu nôm na thế thì nó phải chế tạo về mặt khoa học công nghệ nó cũng đã phát triển lên một bậc thứ nhất là cái mức độ chiếu tia nó ít hai là nó khá là rõ nét để chúng ta phân định được cái đường đi của ống thông cũng như là các cái chụp thì đến năm 1995 thì cái cắt lát đầu tiên thì lại được trang bị cho bệnh viện 108 cơ chứ không phải bệnh viện Bạch Mai và hồi đấy chúng bệnh viện 108 thì lại chưa có bác sĩ làm cái này cho nên là chúng tôi vẫn nhớ là hồi đấy chúng tôi lại đi sang cùng với mà bác sĩ Trần Văn Dương Bác sĩ Nguyễn Quang Thư là cái bác sĩ nữ mà sau này lấy ông chồng là người Pháp mà chúng ta cũng được xem một trước. Xong sau này là và, là những người đầu tiên làm những cái thông tin thăm dò huyết động này rất là nhiều và sau đó là các bác đã đi học chụp mạch quanh và chúng tôi cùng tham gia và sau đó là đến năm 1996 đầu năm 97 thì bắt đầu cái cắt lát đầu tiên được lắp đặt hình như gần gần cái vị trí tôi đang đứng này này ở ngày xưa còn có một cái nhà vẫn là nhớ ở ngay bệnh viện Bạch Mai và sau đó là chúng ta bắt đầu phát triển một loạt các cái kỹ thuật mà chúng ta thấy là nó nở rộ cho đến bây giờ thế thì bây giờ chúng ta cũng xem lại hình ảnh mà cái tim mạch của chúng ta đây gọi là cái tổ tim mạch đầu tiên đấy mà hôm trước mà nói về lịch sử chúng ta đã thấy hình ảnh của giáo sư đặng văn trung giáo sư đỗ đình địch sau này thì lên khoa hồi sức cấp cứu đặng văn trung thì chúng ta đều biết rồi và giáo sư bùi thế kỷ giáo sư trần đội trinh thì chúng ta đều biết giáo sư khải giáo sư khuê và đây là à, giáo sư đinh văn tài thế thì các giáo sư này thì bây giờ chỉ còn là mỗi giáo sư khải trong cái ảnh này là còn sống thôi còn các thầy kia thì đều mất rồi thế thì chúng ta thấy như vậy còn đây là hình ảnh của giáo sư đinh văn tài và là cái người mà ngày xưa rất say mê với cái thông tin thăm dò huyết động ở cái viện này của chúng ta tuy nhiên đến cái thời thầy thì chưa có cái tim mạch can thiệp nó phát triển như vậy thế thì năm 1995 như tôi đã nói là ở bên bệnh viện là 108 thì hồi đấy là ông Bono đây hồi đấy ông còn trẻ này ông sau này đây ông ngồi cùng để giới thiệu thì ông là sang mình cùng có một cái hội hữu nghị eh, thanh hóa thực ra hội nghị thanh hóa sau đó lôi kéo về bạch mai thế là ông ấy giúp đỡ để ông hướng dẫn cho các bác sĩ của mình sang đây học cũng như là chụp ca động mạch vành đầu tiên và đấy là cái đánh dấu của chúng ta là chụp ca động mạch vành đầu tiên sau đó đến những năm 1996 thì những là những cái ca chúng ta mới nong động mạch vành thôi. Xong đến những năm cuối những năm 97 thì là những ca đặt sen động mạch vành những ca đặt stand động mạch và vành đầu tiên tôi vẫn nhớ là do giáo sư Thạch Nguyễn dẫn một đoàn các bác sĩ Mỹ bên đấy về và ông Khôi Lê hồi đấy còn trẻ lắm ông cũng học chuyên ngành này thì ông xin cho dụng cụ mang từ Úc về nghĩa là của các hãng tất là các hãng đều của Mỹ cả nhưng mà mang đỗ về ông mang sang ông cho chúng ta và khi đó là chúng ta bắt đầu triển khai đặt stand động mạch vành Rồi và sau đó là triển khai những cây ca đốt rối loạn nhịp từ những năm 1998 và những cây máy phá rung tự động rồi ở đây là chúng ta bắt đầu là triển khai từ những năm 2000 là triển khai mà cái ca điều trị bít cái thông đống động mạch và cái thông liên nhĩ bằng cái dù kiểu hai cánh đấy bây giờ nó không còn dùng nữa thì từ những năm 2000 những năm 2002 thì các cái mổ tim mở những năm 2003 thì cái máy phá dung uh, do chính chúng ta uh, cấy rồi điều trị đốt dung nhĩ là những năm 2009 và những năm 2010 thì cái Tim mạch can thiệp của chúng ta là được cái đề cử là cái giải thưởng nhân tài đất Việt thời đấy. Năm 2011 thì chúng ta bắt đầu triển khai cái đặt xen grab điều trị phình tách động mạch chủ. 2013 thì chúng ta thay van động mạch chủ qua đường ống thông và 2014 thì chúng ta can thiệp van hai lá làm mitra clip của đường Hồng thông. thì tất cả những kỹ thuật này đều thực hiện lần đầu ở Việt Nam thì đều thực hiện lần đầu tiên ở tại Viện Tim mạch này để chúng tôi thông báo để cho các bạn biết được là hầu hết, hầu hết các kỹ thuật tiên tiến mới của tim mạch can thiệp là đều thực hiện lần đầu tiên ở tại viện tim mạch bệnh viện bạch mai đấy là cái vấn đề của lịch sử của chúng ta là chúng tôi muốn giới thiệu như vậy để chúng ta cũng 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 nắm mắt rõ được thế thì giới thiệu xong lịch sử thì khoảng một nửa đã ngủ đã tỉnh dậy chưa để chúng ta học tiếp đến cái phần để chúng ta có thể thi cử được Chúng ta có cần nghỉ một lúc không ạ? Vâng Có và Vâng và. và, Thế thì à, Chúng ta thống nhất là lại tiếp tục nhé yeah. Để chúng ta Cũng à, Nhu cầu ngủ thì cũng vẫn phải ngủ Hôm qua các bạn trực nhiều à? Hay sao? Hôm qua tất cả các bạn phải trực Hay là chúng Quen ngủ trưa Thực ra là cũng Cũng một thói quen ngủ trưa cũng hay Nhưng mà nó cũng không hay lắm nha ngày xưa tôi cũng hay ngủ trưa, nhưng sau này tôi cũng ít ngủ trưa, hầu như không ngủ trưa. Nhưng bây giờ lại thỉnh thoảng lại thích ngủ trưa, nó về già nó lại thích ngủ trưa, hay là như thế nào đó. Nhưng mà thực ra là chúng ta à, có phần buổi trưa thì chúng ta có thể tranh thủ để chúng ta làm được một số các cái việc còn ban ngày chúng ta cần phải làm cho bệnh nhân. đấy là cái cách học của bên tim mạch thì chúng tôi thường thường diễn biến như vậy. là Chúng ta cũng phải quen dần thôi, không có cách nào khác cả. Thế thì đấy là cái lịch sử chúng ta giới thiệu của thế giới cũng như Việt Nam và để qua cái lịch sử này để chúng ta biết là cái tim mạch can thiệp nó là một cái ngành cũng không quá mới nhưng mà cũng khá là mới so với các cái ngành khác của y học nói chung và nó đã đẻ ra một cái thời đại mới để chúng ta phát triển cùng với cái sự phát triển rầm rộ của khoa học kỹ thuật thì chúng ta cũng rất là may là chúng ta cũng được sống trong thời đại đấy chúng ta cũng được đứng trên vai những người khổng lồ để chúng ta tận hưởng được cái kỹ thuật đấy và chúng ta nắm mắt được và chúng ta cũng không bị đi quá chậm so với các cái lịch sử phát triển của các cái nước trên thế giới như vậy thì chúng ta cũng rất là mừng để chúng ta 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 cũng nắm bắt được phần nào như vậy. Thế thì bây giờ lại quay trở lại với khái niệm cơ bản thế thì thông tin thăm dò huyết động là gì? Thì chúng ta hiểu nôm na là như thế này. Thứ nhất là cái từ đúng nghĩa của nó là cardiac catheterization có nghĩa là catheter chúng ta biết là cái ống rồi, catheterization nghĩa là cái ống hóa có nghĩa là dùng, sử dụng một cái ống thông đưa vào trong tim để chúng ta thăm dò, chúng ta xem xét để chúng ta chẩn đoán thu thập các cái dữ liệu về huyết động, áp lực báo hòa và các cái hình ảnh thì đấy chúng ta gọi là thông tim thăm dò huyết động thì chúng ta hiểu như vậy. Thì cái này nó định nghĩa là gì? Phải chọc qua một cái mạch máu. Đưa lên hoặc là trên tim, hoặc là trên mạch lớn thì đều gọi chung đấy là gọi là thông tim thăm dò huyết động của chúng ta như vậy. Thế thì còn tim mạch can thiệp là gì? Đấy, tim mạch can thiệp là chính là chữ intervention. Có nghĩa là cũng qua đường mạch máu thì chúng ta đưa các cái trang thiết bị hình dạng ống thông hoặc gần giống ống thông. Sau này nó còn cải tiến ra. Có khi là ống rất lớn để chúng ta đưa các thiết bị bên trong. Ví dụ như các cái van thì nó cũng vẫn phải thu vào trong các cái ống đấy. Đưa trên để chúng ta điều trị sửa chữa các cái bệnh lý tim mạch dưới màn hình quang tăng sáng trong đó có các cái ngành lớn để chia ra trong này là can thiệp cái động mạch vành nuôi quả tim ngành lớn nhất và vẫn là số lượng bệnh nhân nhiều nhất cho tới hiện nay thứ hai là can thiệp các loại mạch máu từ động mạch chủ đến mạch ngoại biên can thiệp các cấu trúc tim nghĩa là các bệnh lý như van tim tim bẩm sinh rồi thậm chí là can thiệp những các phì đại cơ tim thì chúng ta làm cho nó giảm bớt đi thì có rất nhiều cái ý tưởng rồi và một cái nữa là những cái can thiệp về mặt nhịp học can thiệp nhịp học thì lại có hai cái mảng lớn một là cấy các cái thiết bị để tạo nhịp tim hoặc là đồng bộ hóa cơ tim và thứ hai nữa là thăm dò điện sinh lý và điều trị dối, đốt dối loạn nhịp tim bằng các cái sóng có tần số radio hoặc là sau này người ta bên cạnh các sóng đấy người ta còn áp lạnh người ta gọi là phương pháp cryo hoặc là dùng laser chẳng hạn thì nó có nhiều cái để chúng ta qua cái cái đường mạch máu đấy để chúng ta đưa thiết bị để chúng ta được điều trị như vậy thế để làm được cái thông tin theo dõi huyết động đấy là chúng ta mô phỏng nó như thế nào nó phải có một cái phòng máy đấy một cái phòng máy nó như này bệnh nhân nằm đấy người ta nắp các cái điện tâm đồ vào người bệnh nhân như này Đây là cái phòng máy là như vậy phải theo dõi ít nhất là phải có cái một màn hình theo dõi huyết động và trong một cái đơn vị để gọi là chụp mạch thì người ta phải có một cái thiết bị nó có nối với nhau bằng một cái bóng để nó phát ra tia x ở dưới và một cái phần ở trên cái màn gọi là một hình quang tăng sáng để nó thu lại các cái tín hiệu từ cái sóng tx nó phát lên và nó được xử lý và để nó truyền ra cái hình ảnh trước mặt chúng ta là như thế này thế thì đấy là nôm na là một cái thông tin theo dõi huy động chúng ta cần phải làm như vậy và để làm được như vậy là người ta phải làm gì người ta mới qua các đường mạch máu thì có rất nhiều đường vào cái đường vào kinh điển từ đầu tiên để mà lịch sử là người ta chọc qua cái đường động mạch hoặc tĩnh mạch từ đùi lên trên nhưng sau này chúng ta có thể là qua cái đường mạch quay qua cái đường mạch dưới đòn thậm chí có một số trường hợp không chọc qua đâu được người ta còn định vị quả tim người ta chọc thẳng vào mỏm tim để người ta đưa các cái thiết bị lên để người ta thăm dò như vậy thì đây là một chúng ta thấy là dùng cái phương pháp Schrödinger chọc lên xong người ta luồn các cái ống thông đấy theo cái đường mạch máu tùy động mạch và tĩnh mạch để người ta lên trong trong các cái buồng tim đến các cái vị trí cần thiết của chúng ta để chúng ta xem xét đó từng cái vị trí cần thiết đây ví dụ như trong trường hợp này là người ta luồn đến cái gì đây người ta đưa một cái ống thông lên đến cái chỗ động mạch chủ sau đó người ta mới lái vào các cái động mạch vành người ta bơm thuốc để người ta vào để thì nó mới cản quang tại vì chúng ta biết là dưới cái tia ích đấy thì cái cấu trúc mềm của chúng ta thì chúng ta chỉ thể hiện được cái thông thường nên chúng ta không thể nhìn được cái phân biệt đâu là động mạch vành đâu cái khác để bởi muốn làm được thế thì chúng ta phải cần một cái phương tiện là gọi là cái thuốc cản quang thì để chúng ta mới làm được như vậy thì đấy là cái mô tả cơ bản về cái đấy thì tóm lại để làm một cái phòng thông tin giao hối động là gì phải một cái một cái phòng có một cái máy phát ra tia quang và thu nhận phóng tia quang liên tục và xử lý được thì các cái máy theo trình tự thời gian càng ngày nó càng tiến bộ cái lượng tia phát ra ngày một ít đi cái mức độ mà độ nét nó càng phân giải nó càng cao lên ngày xưa thì phải dùng màn hình analog bây giờ nó màn hình số hóa rồi nó dựng lại hình 2D 3D vân vân để chúng ta xem xét một cái hết sức là quan trọng được để chúng ta nhìn thấy hình ảnh nó rất là rõ nét như vậy. Thứ hai nữa là phải có các bác sĩ phải được đào tạo về cái này. Mà đào tạo về cái này là phải đào tạo rất là lâu công và phải có kiến thức cơ bản đã thì chúng ta mới được đào tạo về cái thông tin thăm dò huyết động về tim mạch can thiệp. Ví dụ để trở thành một bác sĩ tim mạch can thiệp như ở Mỹ thì chúng ta phải học như thế nào để chúng ta giới thiệu chúng ta. 4 năm học đại học đại cương sau khi học hết phổ thông trung học sau đó ông nào giỏi apply được vào ngành y thì học tiếp trường y 4 năm nữa sau học trường y 4 năm nữa thì lại phải học tiếp 4 năm nữa là nội chú chung nội chú chung của các cái ngành đó ví dụ như ông nào mà sau này muốn làm tim mạch thì ông sẽ học nội chú nội khoa chứ nó không có nội chú tim mạch riêng đâu đến năm cuối thì mới đi bắt đầu đi vào cái định hướng đấy xong hết 4 năm đó nội chú chung thì được đi hành nghề khám bệnh các cái thứ cơ bản rồi không có vấn đề gì nếu mà hoặc là, là nhưng mà muốn thành bác sĩ tim mạch thì phải học thêm hai năm người ta gọi là fellow hai năm khoa học tim mạch cơ bản là lâm sàng thì chúng ta lại được phép khám chữa các cái bệnh tim mạch lâm sàng cơ bản lúc đấy chúng ta chưa được làm siêu âm chưa được làm các cái thủ thuật cứ học thêm thủ thuật nào thì chúng ta học tiếp nếu học thêm siêu âm thì chúng ta học thêm một năm fellow về siêu âm nữa còn học thêm tim mạch can thiệp thì lại phải học thêm hai năm fellow về tim mạch can thiệp nữa thế như vậy là chúng ta phải học từ lúc bước chân vào cổng trường đại học cho tới lúc mà làm được cái can thiệp tim mạch đại học 16 năm đấy thì chúng ta hiểu là như vậy 4 năm đại học đại cương 4 năm đại học y 4 năm nội trú 2, 2 năm phai lâu tim mạch và 2 năm phai lâu về can thiệp là liên tục là khoảng 16 năm thì chúng ta ra trường để chúng ta làm được cái tim mạch can thiệp để chúng ta thấy là nó không phải là đơn giản thì là phải có bác sĩ cái thứ ba là phải có các cái dụng cụ phù hợp và trong cái dụng cụ là hai loại chính là cái ống thông và các cái dây dẫn để đưa ống thông lên trên tim thì để chúng ta hiểu như vậy ngoài ra chúng ta còn phải hiểu cách cách cái dùng thuốc các cái chống tia an toàn bức xạ vân vân thì nhưng mà đấy để cấu tạo một cái đơn vị tim mạch can thiệp thông tim của chúng ta như vậy thế do đó cho nên là cái ngày xưa thì người ta chưa có cái tim mạch can thiệp thì người ta gọi một cái đơn vị mà thông tim này thì người ta chỉ uh, gọi chung là cardiac catheterization unit nghĩa là đơn vị thông tim thăm dò huyết động thì có nơi nó vẫn dùng như vậy ở trên thế giới thế nhưng mà bây giờ người ta nói là người ta viết tắt thành là cat lab cat lab là viết tắt của cái catheterization laboratory nghĩa là chúng ta phải dịch như vậy thế một số cái phòng của chúng ta lại không hiểu cứ nghe các thầy gọi là cat lab thì về viết chữ cat là cat chứ không phải cath thì thành ra cat lab thì người ta lại tưởng là cái phòng thí nghiệm cho mèo Nên ra là chúng ta cũng để ý là cái tiếng anh nó viết tắt là tại sao lại có cái chữ như vậy các á, thì nó chỉ giữ cái nó, chỉ, á, thì nó, chỉ, á, thì nó là, là và các bác sĩ nước ngoài người ta nói chuyện với nhau mang bệnh nhân đi cat đi có nghĩa là đi thông tim đi đấy để chúng ta hiểu chúng ta thì chúng ta vẫn dùng từ thông tim thực ra thông tim cũng không đúng lâu ngày nó thành thói quen thôi chứ còn bệnh nhân nghe người ta thấy thông tim họ sợ chết khiếp ra tự nhiên mang cái gì cho vào thông như thông cống mang vào quả tim thông thì rất nguy hiểm nhưng mà chúng ta là bác sĩ đó các thầy đã gọi thế rồi nó là cái thành cái từ truyền thống chúng ta cũng không nên thay thì chúng ta nghe hiểu thông tim có nghĩa là đưa ống thông vào quả tim để hôm ra như vậy để chúng ta thăm dò huyết động thì đấy là cái đơn vị mà chúng ta vẫn gọi dùng chung là cắt lab thì một số bây giờ nó đổi thành gọi là interventional cardiac interventional unit chẳng hạn đơn vị tim mạch can thiệp thì chúng ta cũng có thể dùng cái từ như vậy nhưng mà cái cắt lab thì người ta dùng nó phổ biến hơn uh, hiện nay đấy. Thì đầu tiên là phải có một cái phòng chụp mạch thì phòng chụp mạch của chúng ta thì có cái máy nó có thể có một bình diện có nghĩa là chỉ có một cái bóng phát có máy thì hai bình diện thì chúng ta hiểu rồi cùng một lúc đó chiếu được cả hai cái bình diện để chúng ta tiết kiệm tia thì cái hệ thống máy này phải gồm có một cái chữ C để nó nối một cái đầu bóng phát tia đầu thu âm đầu thu lại cái tia đấy để thành tín hiệu qua cái bộ xử lý rất phức tạp và tại sao cái máy này đã đắt tiền như vậy thứ hai nữa là các cái dây nối để nối với cái một cái màn hình để theo dõi được các cái huyết động hay là các cái đường sóng về áp lực của trong tim của bệnh nhân ra làm sao thứ ba là có một cái bàn cái bàn này thì nó trông thế đâu cái bàn này rất là đắt tiền vì nó phải di chuyển ngang dọc thậm chí là nghiêng được à, và cái bàn này nó bằng sợi carbon để nó không bị chiếu tia nó không bị cản âm nếu mà chúng ta làm bằng kim loại nó cản âm nhưng lại phải đủ độ cứng và đặc biệt là khi bệnh nhân ngừng tuần hoàn còn phải chịu được cái sức ép là bao nhiêu thì đấy là trong những cái yêu cầu cơ bản của cái bàn nó chúng ta thấy là nó là như vậy để nó di chuyển các hướng Bên cạnh đó thì chúng ta phải có các cái trang thiết bị gồm có các cái hệ thống cấp cứu, các cái loại thuốc men và các cái đồ dùng gọi là chắn tia cơ bản thì đấy là cái về cái phần cứng. Còn tùy từng các cái thủ thuật thì chúng ta lại có các cái dụng cụ riêng cho các thủ thuật đấy bao gồm là các cái ống thông, các cái máy móc rồi các cái dụng cụ như khoan mũi khoan rồi mũi bóng nong rồi dây dẫn vân vân thì để chúng ta đều hiểu như vậy thì trước khi thành lập một phòng can thiệp tim mạch thì người ta một là xác định nhu cầu khả năng và khả thi bao gồm địa điểm nhân sự nhu cầu ở vùng đấy có bao nhiêu bệnh nhân và tỷ lệ bệnh tật như thế nào bắt buộc phải nắm vững các cái xu thế về chỉ định chống chỉ định của thông tin can thiệp và đặc biệt những vấn đề đạo đức liên quan đến hoạt động về gửi nhận bệnh nhân và quảng cáo thì đây là cái quy định của cái hiệp hội can thiệp của nước ngoài người ta đã ghi rất rõ như vậy và phải có số kinh nghiệm về số lượng bệnh nhân trong vòng một năm các vấn đề an toàn liên quan đến thủ thuật như vô trùng chống đông heparin, chống tắc mạch và cái an toàn bức xạ cho người bệnh là vô cùng quan trọng và chúng ta cần phải biết như vậy và có sự thu xếp tốt về nhân lực và thầy thuốc cũng như là vật lực và cái tiền nghĩa là chúng ta có để chúng ta hiểu được là cái này thì về mặt lý thuyết cho những nhà quản lý thôi nhưng mà để chúng ta thấy nhưng là không phải là cứ hứng lên là chúng ta làm một cái đơn vị tim mạch can thiệp được là nó rất là phức tạp thì để, đây ví dụ là chúng ta sẽ thấy thay đổi theo thời gian ngày xưa khi mà muốn làm tim mạch can thiệp bắt buộc phải có đơn vị ngoại khoa tim mạch nhưng mà sau này vì chúng ta thấy rằng là như vậy thì người ta là khi không có tim mạch can thiệp à khi không có ngoại khoa thì chúng ta vẫn có thể được chỉ định vì ví dụ đấy là từ những năm 2001 thì nó đã ghi rõ thành như vậy rồi thì chúng ta cũng vẫn đã có thể là có một đơn vị can thiệp mạch vành mà không cần cái surgical backup bởi vì cái này thì trước đây cãi nhau lắm bởi vì cái chính sách nó thay đổi khi họp chuyên bộ thì có một số thầy cũ rồi thì tất nhiên là đương nhiên là các thầy đọc thì cứ bảo là đã muốn mở can thiệp thì phải có ngoại khoa chứ không làm sao thế nhưng mà chúng ta biết được là nó không cần ngoại khoa vẫn được nhưng ở trong cái đấy nếu chúng ta đọc kỹ nó phải ghi rõ là phải có một cái liên hệ với đơn vị cơ sở ngoại khoa gần nhất và biết cách khống chế các biến chứng trong lúc cần, cần, cần thiết thì phải gửi bệnh nhân đấy và khống chế được các cái biến chứng cho bệnh nhân như vậy bởi vì cái tỷ lệ xảy ra biến chứng đối với các cái trường hợp can thiệp động mạch vành thì nó rất là thấp mà cần đến ngoại khoa do cho nên là cái việc mà chúng ta thấy rằng là khi từ kể từ khi có stent ấy thì do cho nên là cái việc đó là chúng ta chủ yếu liên quan đến biến chứng thôi chứ không phải là ngoại khoa trước đây là cần để bách ấp như tôi nói là khi nong động mạch vành xong cái nó bị nứt ra cái là phải mang đi ngoại khoa ngay lập tức để chúng ta mổ cấp cứu cho bệnh nhân như vậy. Còn đây là các khuyến cáo về năng lực tối ưu để đảm bảo chất lượng của một đơn vị tim mạch can thiệp theo cái khuyến cáo của Hội tim mạch Hoa Kỳ năm 2012 và đây cho đến nay thì vẫn là 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 cái khuyến cáo tôi sớm nhất đối với một cái cắt lát để hoạt động cho người lớn thì số ca trung bình trong một năm phải đảm bảo tối thiểu 130 đối với cái can thiệp cho nhi khoa phải đảm bảo 150 đấy và một cái bác sĩ mà làm cái đó thì chúng ta phải đảm bảo như thế nào đối với những người làm can thiệp cho người lớn đấy phải một bác sĩ làm phải được khoảng là 150k ở à, đây chúng ta thấy như vậy đấy và làm cho trẻ con là phải 75k để đây nói gì ví dụ ở các lớp ở bệnh viện Vĩnh Yên tôi lấy ví dụ một muốn hoạt động mà đảm bảo yêu cầu thì nó chỉ nhìn vào thống kê năm ngoái anh làm bao nhiêu ca làm được 300k ca. 400k ca, ok chung của các lớp thì được rồi hỏi bác sĩ A, thì anh năm ngoái anh làm bao nhiêu? Tôi làm 150k, bác sĩ B 150k. Như vậy, nếu mà cùng là như thế nhưng mỗi bác sĩ chỉ làm có 50 ca lại có 6 ông cùng làm chẳng hạn thì là không không đảm bảo yêu cầu đấy thì đấy cái rõ để chúng ta hiểu như vậy đấy là cái, theo cái quy ước để người ta thấy là với cái số lượng như vậy để duy trì được nhưng riêng với là 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 thăm dò điện sinh lý là người ta yêu cầu có 100 ca đối với nhi khoa thì người ta chỉ yêu cầu 50 ca thôi để chúng ta thấy như vậy để đảm bảo đảm bảo được một cái yêu cầu khuyến cáo về vấn đề đào tạo của chúng ta là gì Đấy. Chỉ riêng đào tạo về cái thông tin thăm dò huyết động, số ca tối thiểu phải là 100, thời gian tối thiểu là phải là 4 tháng, đây là mức độ 1 là cơ bản. Mức độ 2 là thông tin nâng cao có nghĩa đọc được những trường hợp khó thì phải là 200 ca và thêm 8 tháng nữa thì tổng cộng vào là thành 12 tháng thì chúng ta mới thông tin thăm dò huyết động thì bao gồm cả trục động mạch vành rồi và các cái cơ bản đấy. Thế nhưng mà khi mà tạo tạo thêm gồm các quả can thiệp được cho bệnh nhân thì là mức độ 3 thì chúng ta phải đảm bảo là đã được đứng làm trước cái bác sĩ đứng phụ đằng sau cái là bác sĩ chính người ta sẽ đứng bách up đằng sau chúng ta chủ động làm được 250 k và thời gian đào tạo tối thiểu là 20 tháng ở đây chúng ta thấy như vậy thế thì bây giờ ở Việt Nam chúng ta là cái quy chương trình như nào thì chúng tôi cũng họp bàn xây dựng rất là nhiều nhưng mà cái quy trình của Việt Nam là chúng ta cũng đào tạo là ít nhất 12 tháng thì mới được bảo hiểm y tế nó chấp nhận để chúng ta làm được cái cơ bản. Nhưng sau đó cần phải chuyển giao kỹ thuật tại chỗ thêm 12 tháng nữa, có nghĩa là chúng ta sau 24 tháng thì cái cơ sở đấy thì mới được các cái cơ sở tuyến trên mà có đào tạo để chứng minh là chứng nhận là đã độc lập để làm được các kỹ thuật đấy đây là vẫn là kỹ thuật cơ bản nhé còn cứ thêm một cái kỹ thuật nào chúng ta phải học ví dụ như là làm cái tavi chúng ta thấy là cũng rất là chật vật thì chúng ta mới ở đây mới được là chứng nhận đơn vị làm độc lập với tavi thì chúng ta phải làm 20 k thế thì được rồi mà 20 k đấy phải làm thành công thì người ta giám sát người ta mới chứng nhận là à, cái đơn vị đấy được phép là triển khai làm cái thay van mạch chủ qua đường ống thông để chúng ta thấy mà để làm 20 k những cái ca đấy nó không phải là đơn giản mà chúng ta làm được khá là vất vả theo mặt thời gian thế còn chỉ định và chống chỉ định thì chúng tôi chỉ nói một cách nôm na như thế này bao giờ cũng phải biết cách chống chỉ định chung để làm gì đã còn chỉ định riêng thì nó cho từng bệnh thì chúng ta là học bệnh học thì tôi không bàn tới ở đây thì chúng ta chỉ định thông tin dăm dò huyết động là để có hai chỉ định chính một là để phối hợp để trần đoán chứ không phải để trần đoán quyết định đâu cái này nó cũng chỉ là một biện pháp chứ ngày xưa có người lại hiểu không chuẩn là gì thông tin dăm dò huyết động là cái tiêu chuẩn vàng cứ cái nào khó là không thể làm được mang ra thông tin để chẩn đoán thì sai hoàn toàn thông tin nó chỉ là một cái biện pháp bên cạnh Vậy thế mạnh của nó là gì chỉ đo được về mặt bão hòa oxy đo được cái áp lực và chúng ta chừng mực nào đó, đó chụp để xem phiên bản âm tính ở trong cái buồng tim và trong cái mạch máu chứ làm sao chúng ta xác định được độ dày của thành tim mức độ co bóp của thành tim rồi vân vân thì cái đó thì chúng ta lại không thể bằng được cái biện pháp tham gia hình ảnh khác ví dụ không xâm lấn như là 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 siêu âm rồi chụp cả uh, cắt lớp hoặc là chụp cộng hưởng từ đấy và trong khi đó nó có hai cái vấn đề của chúng ta là gì chỉ định là cấp cứu và chỉ định có kế hoạch gọi là planning một cái là emergency và đặc biệt là phải tuân theo khuyến cáo của từng chỉ định bệnh lý ở đây chúng ta phải rất rõ ràng đấy đây là cái nguyên lý chung Chỉ chúng ta không nắm được cái này thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể hiểu sai ví dụ chỉ định trong can thiệp hội chứng vành cấp nó đã thay đổi theo thời gian rồi ví dụ như nhồi máu cơ tim thì trước đây là là không có can thiệp ngay thì đầu bây giờ thì lại bắt buộc can thiệp thì đầu ví dụ như vậy rồi nhờ hội chứng mạch cấp không sc tranh lên là gì là phân tầng nguy cơ thằng nào nguy cơ rất cao phải can thiệp ngay thằng nào nguy cơ vừa vừa can thiệp vừa vừa thằng nào sau nữa thì can thiệp tiếp thì đấy là những cái chỉ định để chúng ta nguyên lý thì trong cái chỉ định sẽ có nhóm là một động mạch vàng cấu trúc tim động mạch chủ động mạch ngoại biên vân vân thì các cái này thì chúng tôi là à, không không có đi sâu vào vì nó thay đổi theo thời gian và chúng ta cần phải đọc là chúng ta sẽ được học về sau nhưng cái này thì bắt buộc chúng ta phải hiểu chống chỉ định tuyệt đối của thông tin thăm dò huyết động chỉ khi thứ nhất là nếu trả lời mọi thứ chúng ta đã set up đầy đủ thì không có chống chỉ định tuyệt đối cái này là cái hay như vậy nó hỏi chúng ta có chống chỉ định tuyệt đối của thông tin thăm dò huyết động khi một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp hay không không có chống chỉ định tuyệt đối chỉ có chống chỉ định tương đối thôi bây giờ bệnh nhồi máu cơ tim cấp chẳng hạn kể cả bệnh nhân đang có bệnh lý về máu đang chảy máu vẫn phải thông ra cho người ta chứ không có cái khác chỉ có là chiến lược và thay đổi thôi thì đấy là chúng chỉ định chỉ là tương đối thôi bệnh nhân đang dùng thuốc tiêu sợi huyết có can thiệp không vẫn phải can thiệp bệnh nhân đang sốt có can thiệp vẫn phải can thiệp nhưng chống chỉ định tuyệt đối nó chỉ xảy ra trong trường hợp là gì bác sĩ không biết làm thì xông vào làm chưa đào tạo là chết rồi đầy trang thiết bị không đầy đủ là chết rồi hoặc là bệnh nhân họ từ chối thì chúng ta cũng không thể ép bệnh nhân để chúng ta làm được thì đấy là chống chỉ định tuyệt đối. Còn chống chỉ định tương đối thì rất nhiều. Đang suy tim, đang tai biến, đang nhiễm trùng, đang mất cân bằng điện giải, đang chảy máu đường tiêu hóa, đang thiếu máu nặng, đang suy tim, đang mang thai, ngộ độc một số thuốc, vân vân Thì tất cả những cái này là chỉ chống chỉ định tương đối. Dựa trên từng bệnh nhân cụ thể, chúng ta cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ thì bác sĩ được quyền đưa ra quyết định. Ví dụ, một bệnh nhân đang mang thai bị hẹp van hai lá đe dọa phù phổi cấp về mặt chiếu tia thì chúng ta nếu không có hẹp hai lá không đe dọa phù hồi cấp thì không được chỉ định là mang ra chiếu tia để thông tin cho bệnh nhân đấy ảnh hưởng đến mẹ và con nhưng nếu bệnh nhân đấy đe dọa phù hồi cấp có thể chết vì cái đấy thì chỉ định nong văn hai lá bồng bóng lại là chỉ định ưu tiên và cho nên đấy chúng ta phải mặc dù chúng ta xem xét đấy là có một cái chống chỉ định tương đối trong trường hợp như vậy để chúng ta hiểu như vậy vấn đề biến chứng vì đây là một cái thăm dò huyết động xâm lấn có chảy máu do vậy dù ông nào cơ quan cơ sở nào có nói giỏi đến mấy chất lượng đảm bảo đến mấy cũng vẫn có thể có tiềm tàng những cái biến chứng tuy nhiên nếu chúng ta tôn trọng tất cả những các cái quy trình kỹ thuật chặt chẽ các yêu cầu đảm bảo chất lượng từ người thầy thuốc được đào tạo tốt từ việc chuẩn bị bệnh nhân tôn trọng các chỉ định chống chỉ định rất là tốt từ việc chuẩn bị để đối, đối phó với các biến chứng thì cái tỷ lệ mà biến chứng của chúng ta liên quan đến thủ thuật tôi nói liên quan thủ thuật nhé còn biến chứng liên quan đến bệnh thì lại là vấn đề khác thì cái đấy không nói mạnh được liên quan đến thủ thuật gây ra nguy hiểm cho bệnh nhân thì ở mức thấp có thể chấp nhận được thì nếu mà một cái trung tâm nào mà tỷ lệ chết trên một phần nghìn do cái thông tin gây ra thì cái trung tâm đấy chưa đạt yêu cầu ở đây là do cái bên đấy chứ không phải do bệnh đâu nhé ví dụ chúng ta mang một trăm người khỏe mạnh ra để chúng ta thông tin thăm dò huyết động chụp cái buồng tim chẳng hạn mà chúng ta gây chết một người thì cũng đã không không đạt yêu cầu rồi một nghìn người có thể chấp nhận là có thể có một ca dẫn đến chết đây là cái tổng hợp từ những năm 1998 mà nó cũng thành cái tiêu chuẩn để người ta quy định có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim có thể dẫn tới tai biến mạch não có thể dẫn tới rối loạn nhịp trầm trọng có thể dẫn tới tổn thương mạch thủng mạch rồi chúng ta đây gặp nhiều chúng ta cái dự giao ban chúng ta thấy là rất nhiều trường hợp đấy thủng tim ép tim dị ứng thuốc cản quang rối loạn huyết động suy tim cấp vân vân nhiễm trùng cường phế vị dị ứng các cái thuốc khác trong khi chúng ta thông tin thăm dò với động. thì đấy là một loạt các cái biến chứng tiềm tàng có thể có và đây là cái cái database của Mayo Clinic chúng ta coi như Mayo Clinic là một cái đơn vị tiêu chuẩn vàng để người ta set up ra một cái tiêu chuẩn rất cao và cái tỷ lệ biến chứng người ta gặp liên quan đến thủ thuật nó chỉ thấp như này thôi và nó là cái soi xét nghĩa là cái tham chiếu cho tất cả trung tâm khác ví dụ trung tâm của anh tự nhiên là tỷ lệ bị làm à, đó để bị chết tới hai ba một đến hai ba phần trăm chẳng hạn thì chúng ta phải xem xét lại tại sao cái chết như thế chết ở khâu nào ở đây tôi nhắc đi nhắc lại đây là liên quan đến cái thủ thuật do chúng ta gây ra nhé chứ không phải là liên quan đến cái bệnh lý bệnh nhân ví dụ bệnh nhân rồi máu cơ tim sốc tim thì chúng ta can thiệp thì bệnh nhân vẫn có thể chết vì cái bệnh lý đấy khác với cái việc mà chúng ta làm bệnh nhân chết ví dụ chúng ta bệnh nhân đang yên đang lành chúng ta đưa cái ống thông lên làm rách luôn cái động mạch vành bệnh nhân chết thì đấy là liên quan đến cái thủ thuật của chúng ta để chúng tôi muốn nói là cái biến chứng có thể xảy ra Và đây là cái tỷ lệ biến chứng à, sau 30 ngày theo một số các cái à, um, nghiên cứu rất là lớn trên thế giới thì chúng ta thấy là cũng thấp và có thể chấp nhận được liên quan đến cái thông tin thăm dò huyết động và người ta những thấy thành công về biến chứng liên quan đến thủ thuật can thiệp ở đây người ta cũng thống kê là cũng rất may là khi mà sự ra đời của các cái trang thiết bị nó tốt hơn thì các cái biến chứng nó có xu hướng nó ít hơn đấy là cái mà chúng ta thấy như vậy và các cái yếu tố nào để làm cho bệnh nhân nặng lên thì tất nhiên là rất nhiều yếu tố rồi bệnh nhân nặng rồi có bệnh van tim tổn thương hẹp van động mạch chủ suy tim rối loạn chức năng thất trái đái tháo đường tuổi cao vân vân là những cái yếu tố nguy cơ rất là nặng của cái bệnh thì chúng ta cũng không 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 uh, phải hiểu được và chúng ta sẽ tính toán. Thì ở đây là cái vì cái bài đại cương chung tôi chỉ giới thiệu chung chung thôi còn vào mỗi cái bệnh cụ thể thì người ta lại sẽ cho ta một cái thang điểm để chúng ta tính toán mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân. Ví dụ, chỗ anh Huỳnh Linh làm về một cái TAVI thì chúng ta phải có những cái thang điểm uh, mà người ta tính là thang điểm của STS rồi cái thang điểm TAVI bây giờ là tỷ lệ tử vong chung của thủ thuật là bao nhiêu. Ví dụ chúng ta can thiệp một cái mạch vành thì chúng ta phải tính thang điểm syntax score là tỷ lệ tử vong trước mắt tạm thời lâu dài là bao nhiêu thì mỗi cái đấy nó dựa trên những các cái nghiên cứu và thực tế nhưng mà đây là những cái yếu tố chung để chúng ta biết được là bệnh nhân nào nặng, bệnh nhân nào không nặng để chúng ta biết được như vậy. Đấy ở đây là người ta cũng đã thống kê cho chúng ta là nguy cơ tử vong liên quan đến cái thủ thuật và can thiệp theo mô hình thang điểm của Mayo cái này thì cũng cũng cổ điển rồi thì chúng tôi cũng xin không không nhắc lại nữa thế thì bây giờ các bước cơ bản để chuẩn bị một bệnh nhân chúng ta làm những cái gì khi triển khai một cái kỹ thuật thì bao giờ chúng ta cũng phải bao gồm các bước sau một là ở đây thì chúng ta đã làm hàng ngày rồi nhưng mà chúng ta cũng phải nói lại cho thật tốt bác sĩ điều trị phải là người giải thích cho bệnh nhân chứ không phải là bác sĩ can thiệp cái gì cần bác sĩ can thiệp thì hỏi thêm để cùng giải thích chúng ta chưa hiểu đó, lý do tại sao là chúng ta là một bác sĩ tim mạch chúng ta ra trường chúng ta phải biết về cái tim mạch can thiệp này không thể có cái chuyện là là một bác sĩ nội chú học xong bây giờ một bệnh nhân mang bệnh nhân đi sau khi đọc xong cái phim mạch vành thì tôi muốn bác là trường hợp này bác cần phải được can thiệp được mạch vành thế thì tại sao người ta hỏi chúng ta phải giải thích đây là lợi ích nguy cơ tại sao có chỉ thị, chúng ta phải nói ra rõ và cái tỷ lệ tử vong của bác là như thế này theo nghiên cứu này thì cái nguy cơ của bác bị tử vong ngay cái lúc mà bác sĩ làm can thiệp là ví dụ trăm hay là 1 phần nghìn nhưng mà cái sau 30 tháng là như thế này còn nếu mà bác được à, à, mổ thì cái nguy cơ của bác sẽ như thế kia thì tất cả những cái chuyện đó là chúng ta phải hiểu và chúng ta giải thích cho bệnh nhân đầy đủ và bệnh nhân phải ký xem lại các cái bệnh nhân tình trạng chung bệnh nhân các xét nghiệm cơ bản kiểm tra lại các cái thuốc bệnh nhân đang được dùng bệnh nhân lo lắng quá có thể cho một tí thuốc an thần các cái thuốc chứng lương tập tiểu cầu nhất là trong can thiệp mạch vành thuốc chống đông bệnh nhân có đang dùng hay không các dụng cụ đầy đủ hay không ở đây chúng tôi nhiều lúc chúng tôi vẫn mắng anh em ở trong cái phòng can thiệp để chuẩn bị cho một bệnh nhân thông tin thăm dò huy động hoặc một can thiệp một cái gì đó chúng ta cứ nghĩ thường quy như mạch vành có cái sông a sông b nó dễ rồi nhưng bây giờ gặp một cái ca ví dụ phalo bốn mang ra thông tin theo dõi huyết động thì bây giờ phải chuẩn bị cái ống thông gì làm gì xem kỹ bệnh nhân hay chưa mục tiêu chúng ta thông tin xong trả lời cho một bác sĩ điều trị người ta biết được mấy câu hỏi là ta sẽ làm gì chọc vào đường động mạch hay tĩnh mạch đưa lên cái buồng nào đo đạc cái gì tính toán cái gì và chụp cái gì ví dụ như thế thì chúng ta phải trả lời chứ bây giờ chúng ta cứ chọc 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 lên xong chụp ba bốn cái chúng ta trả lời là động mạch chủ cưỡi ngựa rồi thông lên thất rộng thế thì chẳng cần chúng ta thông tin thì trên siêu âm người ta còn trả lời chính xác hơn nhưng người ta cần cái ông thông tin là gì ông phải trả lời cho tôi những cái nghi ngờ một là khẳng định lại có cái hiện tượng đấy không thì thông lên thất rộng thì thông động mạch chủ cưỡi ngựa lệch sang bao nhiêu phần trăm hai là các cái nhánh động mạch phổi của bệnh nhân to bao nhiêu tưới bao nhiêu tuần hoàn bằng hệ nghĩa là các cái map ca cái bảng hệ chính của bệnh nhân như thế nào có cái dị tật khác kèm theo đặc biệt người ta cần phải chú ý ở đây là cái động mạch vành nó xuất phát từ bên nào để nó phục vụ cho cái ông mổ khi mổ ra người ta biết là có tới ba bốn mươi cái ông pha lô thì động mạch vành phải xuất phát từ bên trái nó chạy vòng sang đây mà khi mổ pha lô thì người ta phải mổ ra cái đường ra thất phải không trả lời cho người ta cái đấy người ta cắt phén một cái rồi đứt phăng cái động mạch vành của bệnh nhân thì có phải là chúng ta là có tội hay không đấy là cái vấn đề đấy là chúng ta cần phải hiểu được là làm cái gì chụp cái gì thông tin như nào và để trả lời cái gì cũng như là một cái người mà bị còn ống động mạch gửi cho chúng ta thông tin thì chúng ta ngày xưa thì chúng ta thấy là khi mà thông tin chụp thấy cái ống động mạch tất cả ổ lên à đây rồi có ống động mạch rồi chắc chắn rồi cái ống sông nó đi hình chữ phi này xong rồi vui vẻ vỗ tay ấy là giải thích bệnh nhân vui vẻ nhưng mà cái người ta không phải chúng ta cần cái đấy cái đấy thì siêu ông người ta đã thừa trả lời là còn ống động mạch hay không cái người ta cần chúng ta là gì cái trường hợp này ống động mạch nhưng áp lực mạch phổi nó đo trên siêu âm nó cao đấy bây giờ vấn đề là nó bị đảo ngược luồng sân thực sự chưa bệnh nhân có thể mổ hoặc là có thể can thiệp ít nó hay không thì chúng ta phải chụp xác định được hình ảnh ống chúng ta phải đo được cả à, à, áp lực bên thất phải bên đúng bên, bên phải bên trái tính được cái lưu lượng qua đấy và tính được cái luồng sân tính được sức cản động mạch phổi để cuối cùng cùng với bác sĩ điều trị chúng ta cân nhắc lợi nguy cơ chúng ta được quyết định à bệnh nhân này còn nấu động mạch nhưng vẫn còn khả năng mổ hoặc là còn khả năng can thiệp để chúng ta sẽ bàn tiếp thì đấy là cái mà chúng ta thấy là khi chuẩn bị bệnh nhân chúng ta phải hết sức lưu ý cái đấy mà cốt lõi vấn đề cuối cùng ở đây quay trở lại là gì là trước khi làm một bệnh nhân vẫn là cái lâm sàng anh là người bệnh nhân đấy là cái quan trọng nhất anh phải nắm được tất cả các cái tiêu chí đấy và anh nắm lại được còn nếu mà chúng ta sau này chúng ta không làm thông tin chẳng hạn thì chúng ta lại cũng biết là bàn đến bác sĩ thông tin ở đây anh chị làm cho tôi cái này tôi đang cần những cái thông tin này cho cùng bàn bạc có được không người ta trả lời cho ta cái kết quả đấy thì chúng ta lại tập hợp lại để chúng ta cùng với cái cái thực tế bệnh nhân để chúng ta mới đưa ra quyết định cuối cùng cho bệnh nhân thì đấy là cái ý nghĩa của chúng ta là thông tin thăm dò huyết động và can thiệp nó chính là như vậy vấn đề bệnh nhân là phải hỏi bệnh nhân có gì quan trọng nhất là khi thông tin chúng ta phải dùng thuốc cản quang thì bệnh nhân có dị ứng thuốc cản quang hay không bệnh nhân có đang dùng metformin hay không rối loạn điện giải rối loạn đông máu rối loạn nhịp thiếu máu suy thận rối loạn tâm thần đấy là những cái mà chúng ta hết sức lưu ý để chúng ta xem xét và trong cái checklist của chúng ta thấy vì đấy cũng là lý do tại sao chúng ta có checklist để chúng ta à, quan trọng như vậy và một vấn đề như chúng tôi nhắc đi nhắc lại là vấn đề thuốc cản quang khi một bệnh nhân thông tin thăm dò huyết động thì bắt buộc phải dùng các cái thuốc cản quang thế thì thuốc cản quang của chúng ta có rất nhiều loại để chúng ta nhìn thấy được cái đó thì cái tia này chiếu không thể nhìn thấy được thì chúng ta phải có một cái chất để nó cản được cái âm đấy và chất cản âm đấy thì chính là hiện nay vẫn là phải dùng các cái chế phẩm từ iốt thế nhưng mà chúng ta thấy khi dùng chế phẩm iốt nó có rất nhiều vấn đề và cho nên người ta đã chế tạo ra hai loại thuốc cản quang một loại là thuốc có áp lực thẩm thấu cao và ion hóa cái loại thứ hai là áp lực thẩm thấu thấp và không ion hóa đấy thế thì hai cái này nó khác với nhau cái thằng trên thẩm thấu cao và yêu hóa thì được cái hay là ảnh nó nét lắm phải nó cản mạnh động thế cái thằng dưới kia kìa bây giờ người ta cải tiến rất là nhiều ảnh nó không được nét lắm bởi vì nó phải được cái nọn nó phải hy sinh cái kia thế nhưng mà cái thằng trên thì lại rất là cái nguy cơ của nó vẫn tới suy thận nguy cơ dị ứng rất là cao trong khi đó cái dưới thì nguy cơ nó ít hơn rất nhiều do cho nên là hiện nay hầu như cái như Telebridge là chúng ta không dùng nữa vì cái tỷ lệ nó dị ứng cao nói thế không có nghĩa là cái áp lực thẩm thấu thấp và không yêu hóa nó không 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 dị ứng đâu tất cả nó đều có dị ứng thì cái tỷ lệ dị ứng người ta ước tính tới tận 5% nhưng rất may là đa số nhẹ và vừa thôi còn đến sốc phản vệ của chúng ta ở đây chúng ta cũng gặp rất là nhiều rồi do cho nên trước khi bệnh nhân dùng cái đấy thì chúng ta đều phải biết như vậy ở đây thì chúng ta ví dụ như là một cái thuốc khẩn quang nó chế tạo nó sẽ dựa trên là áp lực thẩm thấu là bao nhiêu? Cao, thấp hoặc là đồng nghĩa là bằng và có ion hóa hay không? Có loại ion hóa, có loại ion hóa có loại không? Nó còn cái nhân của nó là monomer hay là à, nghĩa là một nhân hai nhân, cái tên của nó là gì? Và cái gọi là độ nhất của nó là bao nhiêu thì để chúng ta có một loạt các cái tên cái biệt dược của các cái thuốc của nó ví dụ như cái loại là áp lực thẩm thấu xếp dạng thấp không ion hóa và đơn nhân thì chúng ta có iamidon này và hiện nay chúng ta thường dùng cái này nhưng cái loại này là còn tốt hơn nó là đồng đồng ion hóa lại à, áp lực thẩm thấu là đồng nghĩa là nó nó rất là thấp thứ hai nữa là nó lại không ở đây nhé chúng tôi phải giải thích các bạn hiểu đầu tiên là bản thân tôi tôi học tôi cũng bị nhầm thấp thì tôi lại hiểu là nó thấp hơn của cả, cái người bệnh là không đúng đâu nhé thấp đây là thấp so với cái chế tạo từ đầu nó ra bởi vì lúc đầu ra nó chỉ chế tạo được cái loại rất là cao này thôi đấy với cái áp lực thẩm thấu tính ra milliosmol trên kg nó tận tới 1.500 này khủng khiếp sau đó nó làm được thấp hơn là từ 600 đến 1.000 đã khá rồi nhưng mà bây giờ thì có duy nhất một loại là là visipac nó làm được cái loại là bằng áp lực thẩm thấu của cơ thể của chúng ta đấy nghĩa là áp lực thẩm thấu tương đồng với cơ thể chúng ta thì cái loại này tốt nhất nhưng giờ ở một cái nỗi là cái loại này thì nó lại đắt gấp đôi đến gấp ba cái loại này cho nên là khi mà dùng chúng ta cũng phải cân nhắc một chút thì nếu trong mọi điều kiện có được thì chúng ta nên dùng cái này thì nó sẽ tốt hơn cho bệnh nhân như vậy đây là một loạt các cái tên gây thuốc áp lực thẩm thấu như vậy để chúng ta sẽ có thể chúng ta lựa chọn và đây thì chúng tôi cũng lưu ý đây là cái VG Park là cái mà chúng tôi đơn nói là cái loại tốt nhất để chúng ta mà chúng ta có thể lựa chọn đấy là một trọng khái mà chúng tôi rất là muốn uh, uh, mà chúng ta có được uh, như vậy. Đấy. Để để chúng ta có được cái thuốc như vậy nó vừa bằng cái áp lực thẩm phân của người bệnh nó vừa vừa thấp hơn như vậy. Thế thì còn một cái nữa, cái này thì các bạn cũng đã nghe rồi là khi dùng thuốc cản quang có một cái nguy cơ gây ra suy thận do thuốc cản quang gọi là À, contract Indu Nephropathy đấy nghĩa là bệnh lý thận do thuốc cản quang. Thì cái này thực ra là nó có rất nhiều các cái yếu tố liên quan. Thứ nhất là liên quan tới cái bản thân người bệnh đã có suy thận nhẹ từ trước rồi đái tháo đường rồi trước khi vào huyết áp đã thấp sốc tim rồi vân vân. Thứ hai nữa là chúng ta lượng số lượng thuốc cản quang chúng ta dùng nhiều quá và thứ ba là chúng ta dùng các loại thuốc cản quang mà cái áp lực thẩm tấu nó cao hoặc là không ion hóa thì cái nguy cơ của cái suy thận nó sẽ cao hơn. Thế thì nguy cơ CIN thì chúng ta đã biết là đây này một loạt các cái vấn đề rồi thì cái này thì các bạn đã rất nhiều bạn ở đây chúng ta đã làm các cái đề tài nghiên cứu rồi. Thế do cho nên là chúng ta cũng phải lưu ý là gì? Khi chuẩn bị một bệnh nhân thì chúng ta phải chuẩn bị xem là bệnh nhân có cái nguy cơ dùng thuốc còn quang sẽ gây suy thận, chúng ta cần phải giải thích nhất là những bệnh nhân đã có suy thận sẵn rồi, những bệnh nhân đã bị đái tháo đường, bệnh nhân đã dùng metformin trước đó thì là cái nguy cơ nó sẽ bị chuyển ra như vậy. Nhưng thực ra nghiên cứu lại cho thấy là bản thân nó cũng không lo lắng quá như chúng ta nghĩ đâu các bạn đừng có lo lắng quá lo lắng quá cái chuyện này nó sẽ không đúng bởi vì thực tế cái tỷ lệ mà gây ra suy thận của thuốc cản quang rất là thấp và nó chỉ ở những cái bệnh nhân có yếu tố nguy cơ rất cao và đặc biệt là bác sĩ chúng ta tìm quá nhiều thuốc cản quang nhưng mà chúng ta phải biết để chúng ta làm gì phòng tránh nó cái cách phòng tránh tốt nhất là trước khi mà chúng ta sử dụng thuốc cản quang đặc biệt là cho bệnh nhân mà có nguy cơ đấy chúng ta giải thích chuẩn bị sẵn thậm chí cả phương án chạy thận nhưng bao giờ cũng truyền dịch cho bệnh nhân đầy đủ đặc biệt là bệnh nhân cần được truyền rất nhiều lít dịch trước đó cộng với một số trường hợp là chúng ta sử dụng các cái thuốc cản quang nó sẽ loại tốt thì nó sẽ đỡ hơn cho người bệnh và phải theo dõi chặt chẽ sau đó nếu không may nó gây ra cái suy thận nặng thì khi đó chúng ta quyết định là chúng ta sẽ làm gì chúng ta khi đó là chúng ta sẽ cho bệnh nhân chạy thận sớm chứ còn lịch sử chúng tôi làm đã có những kinh nghiệm rất đau thương là có bệnh nhân suy thận và thức cản quang thế là chúng ta theo dõi hơi muộn lúc đi chạy thận thì cũng muộn không cứu được bệnh nhân đấy bản thân chúng tôi đã gặp mà đấy lại là người quen và nhân viên tất nhiên đấy là cái giai đoạn đầu nhưng mà ý tôi nói là chúng ta cũng đừng quá sợ nhưng mà chúng ta cũng phải luôn luôn là hiểu biết để chúng ta cảnh giác cái chuyện như vậy đấy thì chúng ta cũng không phải là vì cái 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 thuốc cản quang đấy mà chúng ta lại dừng không cho bệnh nhân đang nhiều máu cơ tim cấp bảo là bây giờ suy thận chúng ta có một số các bác sĩ khác ở chuyên khoa khác người ta không hiểu nên bác sĩ chuyên khoa thận người ta bảo ôi cái này cái này không được cái này đang suy thận cấm được không được đang tách thành mạch chủ không được can thiệp mà không không can thiệp vẫn can thiệp và chuẩn bị phương án chạy thận cho bệnh nhân cái đấy chuyện đấy hết sức là rõ ràng còn một số các khác như là acetylcysteine vân vân có thể cho thêm Ngày xưa thì người ta thấy là một số nghiên cứu có tác dụng Nhưng bây giờ thì thấy các nghiên cứu nó cũng Tác dụng nó cũng không rõ ràng lắm Cho nên là không khuyến cáo một cách thường quy Cho các thuốc như vậy Vấn đề cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu Các bạn là khi làm Cái tim mạch can thiệp này Bắt buộc chúng ta phải tính đến vấn đề là Phơi nhiễm TX Cho đến hiện nay giờ phút này thì chưa có biện pháp nào mà chúng ta can thiệp tim mạch nói chung trừ một số trường hợp rất đặc biệt chúng ta can thiệp dưới hướng dẫn của siêu âm mà không cần phải dùng đến cái tia x thì chúng ta luôn có thông mà để chúng ta làm sau đó khi chúng ta làm việc trong cái môi trường x quang này là chúng ta phải trang bị đặc biệt thứ nhất cái phòng đấy nó phải được thiết kế đảm bảo là ngăn ngừa các cái tia x bằng cách là người ta khi xây dựng cái phòng đấy người ta tường trần sàn phải sử dụng bao rít hoặc tấm trì cửa cũng như vậy kính thì phải là kính trì và người ta làm xong người ta phải đo thứ hai nữa là phải bảo vệ cho thầy thuốc và thứ ba là bảo vệ cho người bệnh thì ông thầy thuốc làm việc phải đứng trong đó và người ta thấy là như thế này trong cái một bài báo rất là buồn cách đây 5 năm thì thống kê là cái tỷ lệ bác sĩ mà làm tim mạch can thiệp bị các cái biến chứng là cái tuổi thọ so với các bác sĩ không làm tim mạch can thiệp thì bị rút ngắn đi năm năm đấy, thì có một cái bài báo nó thống kê như vậy, do cho nên là các bạn phải bảo vệ mình và ai dấn thân vào con đường này cũng phải xác định là có vấn đề hy sinh. Giống như là coi như thôi thì lúc đấy mình cũng lạc quan, mình coi như là mình không nghiện thuốc lá thì còn một ông nghiện thuốc lá cũng cũng bị <laughs> sống kém thọ hơn mình năm năm thì tôi mình đổi được cái nghiện thuốc lá với một cái nghề nghiệp như vậy thì để chúng tôi nói một cái bài báo khá là buồn về cái chuyện đấy với cái tỷ lệ bị một số các bệnh lý rất là cao, trong đó ung thư thực ra không phải là quá nhiều, nhưng các bệnh lý khác nó lại diễn biến là rất là nặng hơn ở những cái trường hợp này chúng ta bị các cái như là cái bệnh của các cái đục uh, thủy tinh thể, một số các bệnh lý về tuyến giáp, đặc biệt là các bệnh lý về cột sống các thứ về chúng ta mặc cái áo trì nó rất là nặng như vậy thì chúng ta phải có cái biện pháp là bảo vệ bản thân, bảo vệ môi trường và chống phơi nhiễm cho người bệnh. Ở đây chúng ta cứ tưởng là không có gì, có những cái trường hợp mà người ta chiếu tia bản thân bệnh nhân đây này, này người ta còn loét mà cái loét do tia xạ này cực kỳ khó liền không phải là đơn giản như chúng ta ta mà nghĩ như vậy đâu bệnh nhân thì không thể được che chắn thì trong lúc làm thậm chí là một hai tiếng làm nhiều lần có những bệnh nhân đã từng bị loét như vậy và cái chúng ta thấy là đa số các bác sĩ tim mạch can thiệp thì tóc rất là thưa thậm chí là người cũng không người không có gia đình không có gen hói chán là cũng vẫn thành hói nên ra là nên ra cái này thì chúng ta thấy nó nó là là khoảng cái đấy thì chúng ta phải bảo vệ đây là những cái cái mà người ta đã còn cắt cái miếng của người bệnh nhân bị loét ra người ta thấy nó không thể liền được nó khủng khiếp như vậy có những cái tế bào hạt như vậy thế thì để bảo vệ là thế nào là phải che chắn tối đa gồm có che mắt che che cổ che thân câu hỏi là của chúng ta là hai cái tay có che hay không thì nó cũng đã nghiên cứu và nó đưa ra rất là rõ ràng thì thông thường với những các cái thủ thuật thông thường thì chúng ta không cần phải đi găng tay bằng trì. Nhưng nếu mà những người mà làm những cái can thiệp ở ngay cái dưới cái tầng mà cái bóng chiếu, ví dụ như là tầng cổ, tầng đầu rất là nhiều liên tục hoặc là mà như vậy thì người ta cũng khuyến cáo là có thể là dùng cái bóng bằng à, dùng cái găng tay bằng chì. Đấy. Và ở đây là người ta ghi rõ là lick and not need by anyone in the là không cần thiết phải như vậy. Nhưng mà tất cả những các cái người thầy thuốc này bắt buộc chúng ta cần phải là gì? Phải được học cái này trước khi mà chúng ta vào phòng can thiệp. Thứ hai nữa là chúng ta phải đeo cái gì? Tất cả cái người thủ thuật viên, lâu ở nước ngoài là người phụ đấy. Và những cái người phụ giúp là cái các cái điều dưỡng đấy. Phải mặc các cái bộ phận bảo hộ và cái đeo kính trì. Thì đây là các cái bộ phận bảo hộ và bộ phận bảo hộ tốt nhất. Chúng ta hiện nay thì người ta mặc cái kiểu váy áo trì. Còn mặc cái quần này thì khó lắm, không mặc được cái váy áo trì là chúng ta quay cả xung quanh bởi vì chúng ta biết là có tia thứ cấp và tia tia tia, 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 tia sơ cấp và thứ cấp thứ cấp là gì nó còn bắn và tường bắn lại đằng sau mông chúng ta cho nên chúng ta vẫn phải mặc quay nhưng cái phía đằng trước là cái tia trực tiếp thì chúng ta cần phải mặc là cái lớp trì đủ 1 mm thì do cho nên là cái áo trì này nó quay vào thì hai cái lớp 0.5 nó chồng lên nhau thì nó tạo thành 1 mm để nó che đằng trước còn đằng sau chỉ cần 0.5 là đủ rồi và những cái bộ phận nhạy cảm số 2 là cái cổ chúng ta phải có cái che cổ và chúng ta phải đeo kính thì đấy là cái mà người ta đã yêu cầu của chúng ta rất quan trọng thứ hai là chúng ta lựa chọn những cái tư thế là lựa chọn những cái tư thế của chúng ta là làm sao nó tránh ít chiếu tia nhất thứ nhất là chúng ta che cái cửa sổ nó vào càng bé càng tốt đứng cách xa cái khu vực mà chúng ta cái bóng này càng xa càng tốt tuy nhiên có trường hợp không thể đứng xa được do cho nên là người ta thấy là làm can thiệp qua đường động mạch quay thì tỷ lệ mà bác sĩ bị nhiễm tia cao hơn đường động mạch đùi vì cái động mạch quay nó phải gần hơn thế do cho nên là chúng ta cũng phải hết sức tránh gồm có cái tre đằng cái màng che đằng trước bóng màng tre ở dưới xong bác sĩ nó phải mặc phải che đầy đủ các cái hướng của bóng chiếu tia cũng rất là dễ ăn tia thì chúng ta cũng phải biết có những cái hướng mà chúng ta thấy là chiếu tia thẳng người chúng ta hoặc là chiếu tia thẳng xa chiều chúng ta thì nó lại dễ bị bởi vì cái tia thứ phát khi chiếu lên cái màn nhận tia kia nó sẽ bật lại thì chính chúng ta thì đấy là những cái hướng mà bị ăn nhiều tia nhất thế còn những cái hướng mà nó chiếu các cái tư thế khác thì nó ít tia hơn thì chúng ta cần phải lựa chọn đến các cái cái file khuôn hình nào để cho nó ít ăn uh, tiền nhất thì đấy là 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 những cái vấn đề mà chúng tôi muốn giới thiệu để các bạn là phải hết sức rõ ràng cái việc mà khi vào một cái phòng can thiệp để hiểu được cái nguyên lý và hiểu được tất cả những cái vấn đề như vậy. Thế ngoài ra các cái trang thiết bị và dụng cụ cơ bản của thông tin can thiệp thì bên cạnh cái hệ thống máy chụp mạch này hiểu được cái nguyên lý này thì chúng tôi chúng ta các hệ thống theo dõi dụng cụ cấp cứu dụng cụ vô trùng thì các máy thăm dò cung lượng tim, máy đo bão hòa oxy chúng ta cũng phải có các ống thông tim và phụ kiện kèm theo thì nó tùy từng loại thủ thuật mà chúng ta có và chúng ta quyết định. Đây ví dụ như đây là cái máy hai bình diện, đây là cái máy Shimazu của chúng ta ngày xưa đấy, nó có hai bình diện. Đây là một bình diện thứ nhất, đây là bình diện số 2. chúng ta chụp lại được như vậy. Và đây là cái vùng phát tia, đây là cái móng nhận tia và nó xử lý hình ảnh để nó chiếu ra đây. Bây giờ nó là số hóa hết rồi. Đây là các cái loại ống thông mà chúng ta đưa vào trong tim của chúng ta bản chất cái ống thông nó rất là đặc biệt nó là, chúng ta để nó đưa nó không gãy nó tại sao một cái ống thông có khi vài triệu đồng đến có cái ống thông hàng chục triệu đồng bởi vì ống thông làm sao nó lại mỏng nhất mà lại dai nhất mà lại giữ được vị trí thì nó thường phải dệt bằng cái lớp sắt ở giữa nhất là cái ống thông can thiệp bên cạnh nó phủ các loại nhựa đặc biệt để chúng ta có thể uốn được và nhớ được hình như vậy để chúng ta theo các cái hình dạng mà để chúng ta đưa được vào quả tim và thứ hai là phải có cái dây dẫn chúng ta cứ nhớ là trong thông tin can thiệp nói chung hai dụng cụ cơ bản là ống thông ống thông này có thể là ống thông kèm theo ống thông kèm quả bóng ống thông kèm cái stand cái dây dẫn là để dẫn đường cho đi đấy thì nó là một cái dây nó uốn rất là đặc biệt để nó có kích cỡ khác nhau và nó thiết kế cũng rất là đặc biệt có những cái cái dây dẫn mà nó tới hàng chục triệu đồng bởi vì cái dây dẫn đấy nó thiết kế rất đặc biệt để có thể xuyên qua được cái chỗ nó bị tắc mãn tính mà lại không bị xuyên thủng ra ngoài mạch vành để chúng ta thấy là cái công nghệ nó càng phát triển nó tiến bộ như vậy thế thì đấy là, là là, 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 cái bài mở đầu chúng tôi nó muốn nói dung dài một chút để các bạn hiểu được thì qua bài này chúng tôi muốn nhắc lại là chúng ta hiểu được về lịch sử của cái ngành này thứ hai để chúng ta thêm cái phần để chúng ta bạn nào yêu thích ham hở thì chúng ta đi vào và chấp nhận hy sinh một số vấn đề thế để cái vấn đề như vậy số hai là chúng ta hiểu được là cái nguyên lý cơ bản của thông tin thăm dò huyết động gồm có máy móc trang thiết bị và những các cái yêu cầu về mặt kỹ thuật và bảo vệ thứ ba là chúng ta hiểu được về hai cái cơ bản mà chúng ta cần hiểu được là cái thuốc cản quang và cái TX. thì cái này chúng ta cần phải đọc thêm trong sách thì anh Linh sẽ cung cấp chúng ta trong sách về các thông số cụ thể trong đó và các cái câu hỏi nó cũng đa lựa chọn cũng sẽ hỏi như thế thôi chỉ hỏi là um, và thuốc nào sau đây là thuốc uh, cản quang uh, iso SMOL và ấy thôi chúng ta cho năm tên thuốc thì chúng ta lựa chọn đúng một cái thì nó cũng hết là đơn giản để chúng ta dùng. để ví dụ như thế thôi. Đấy còn ví dụ như là người uh, đứng ở vị trí ABCD nó vẽ một cái hình như thế thì người số 3 đấy có phải đeo kính để uh, bảo vệ tia xạ hay không thì chúng ta có không? Có thể có hoặc là gì, gì đó đấy thì những câu hỏi rất đơn giản thôi nhưng mà nó là cơ bản thì chúng ta phải trả lời được ấy thì, thì chúng tôi rất là, là 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 cảm ơn các bạn và có câu hỏi gì thì xin mời các bạn cứ chúng ta cứ trao đổi ạ. Vâng. có ai có câu hỏi gì không chắc mệt quá rồi đúng không buồn ngủ đúng không? Vâng. vâng thôi thì à chúng ta cũng phải quen dần đấy chúng tôi muốn là chúng ta đi vào cái ngành tim mạch này thì chúng ta cũng phải hy sinh nhiều thứ trong đó một trong cái thử thách hy sinh lớn nhất là hy sinh ngủ trưa thì cái này rất khó nhưng mà bắt buộc chúng ta phải phải tập và chúng ta phải hy sinh tại vì nếu chúng ta càng tận dụng được thời gian đó thì sau này thì chúng ta sẽ càng tích lũy được nhiều và các cái bài giảng của tôi sẽ rơi vào buổi trưa rất là nhiều